Chương 81 Chương 81 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi hảo, ta là nước có ga xưởng xưởng phó thịnh doanh, chủ yếu phụ trách quản lý nước có ga tiêu thụ vấn đề, nghe nói ngươi đối bán sĩ nước có ga có hứng thú, có thể cùng ta nói đơn giản nói chuyện ngươi ý nghĩ sao. Thịnh doanh là một cái ngoài 30 nữ nhân, mặc trên người thiếp thân thẳng tắp trang phục, mới nhìn thật giống là nghiêm túc người, nhưng chờ nàng đã mở miệng, nhưng rất dễ dàng khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết thật giống như lý vân lâm niệm trong đầu đột nhiên nhớ tới lý vân danh tự tuy rằng hai người tịnh không ở một cái ngành nghề dung mạo khí chất cũng có khác nhau nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy thịnh doanh cùng lý vân là có chút tương tự ngươi hảo ta gọi lâm niệm hàng châu nhân ngày hôm nay là đặc biệt đến hổ thị làm ăn đi ngang qua cửa thời điểm thấy có người ở xếp hàng mua nước có ga đột nhiên nghĩ đến trời nóng nực thời điểm, mua nước có ga người nên tương đối nhiều, ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là từ các nơi nơi này kéo nước có ga trở lại bán, nhưng cụ thể còn phải xem nước có ga giá cả. Lâm Niệm làm người làm việc luôn yêu thích trực lai trực vãng, là chính là, không phải liền không phải, nếu như nước có ga giá cả vẫn tính có thể, nàng mùa hè không bán dưa hấu, cải bán nước có ga cũng không phải không được. Khả nếu như giá cả không thích hợp, nàng bất quá là đến rồi một lần, tịnh không uổng bao nhiêu thời gian. Thịnh doanh trên dưới đánh giá lâm niệm, tịnh không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là vấn đạo. Ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, năm nay. 19 tuổi. Lâm niệm trực tiếp mở miệng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, thịnh doanh cười, sau đó lại có chút thật không tiện, xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi thăm ngươi sự, chỉ là lúc trước không biết ngươi tuổi tác, cùng ngươi lúc nói chuyện đáy lòng có chút eo hẹp, ngồi đi, ta cùng ngươi nói đơn giản nói chuyện chúng ta trong xưởng nước có ga hợp tác mô thức. Lâm Niệm gật đầu, ở thịnh doanh đối diện ngồi xuống. Ở nàng ngồi xuống đồng thời, đối diện đưa tới một tấm báo giá đan, mặt trên là nước có ga khẩu vị cùng bán sĩ giá cả. Nói là nước có ga khẩu vị, kỳ thực chỉ có hai loại, một loại là trong suốt cơ sở khoảng nước có ga, còn có một loại chính là màu cam nước chanh vị nước có ga. Chúng ta trong xưởng đối ngoại hợp tác mô thức chủ yếu có hai cái, một cái là chúng ta trong xưởng quán sắp xếp gọn, dựa theo hồng trang bán sĩ, hiện tại bên ngoài quầy bán đồ lặt vặt nước có ga giá cả là 4 mao tiền một bình, nếu như khách mời nắm chiếc lọ đi mua, cũng chỉ cần 3 mao, bán sĩ giới ở cơ sở này thượng còn thấp hơn một mao tiền. Thịnh doanh chỉ rõ trên bàn báo giá biểu thượng một loại trong đó, bên trong đem những này giá cả đều viết rõ. Cái giá này vẫn tính hợp lý, không sai biệt lắm cùng bên ngoài này những người này linh tinh đến xưởng cửa mua giá cả nhất dạng. Phía trước này cái hợp tác mô thức, chúng ta còn cần ngoài ngạch đóng gói, mặc kệ là chiếc lọ hao tổn vẫn là bình cái hao tổn đều là một bút đồng tiền lớn, nước có ga bản thân thành phẩm không cao lắm, nhưng thêm thượng những này đóng gói phí, cùng với hậu kỳ vận tải phí dụng, thành phẩm liền cao. Sau khi nói đến đây, thịnh doanh trong thanh âm cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lâm niệm ánh mắt tiếp tục nhìn xuống. Thịnh doanh vẫn nhìn kỹ nàng ánh mắt biến hóa, thấy nàng nhìn xuống, mới tiếp tục tiếp tục nói. Phía dưới là chúng ta trong xưởng một loại khác hợp tác phương pháp, chúng ta xưng là dũng trang tiêu thụ, một bình nước có ga 600ml, dựa theo bình trang tính toán, mặc dù bào đi chiếc lọ, bán sĩ giới cũng phải hai mau tiền một bình, nhưng nếu như không cần chiếc lọ, bán sĩ giới cơ bản ở một mau hai phân tiền tả hữu, Lúc này Lâm Niệm cũng nhìn thấy báo giá biểu thượng giá cả, theo bản năng bật thốt lên. Hảo tiện nghi. Này biên thịnh doanh nhưng cười khổ. Đúng đấy, rất tiện nghi, nói ra người khác khả năng đều không tin, nước có ga rõ ràng có thể bán một mau hai phân tiền như vậy giá rẻ, thụ giới nhưng phải ba mau tiền một bình, thật giống kiếm lời phiên, khả người khác không biết trong này đóng gói thành phẩm, vận tải thành phẩm đến cùng chiếm bao nhiêu, còn có này chút bán lẻ thương, cũng không thể vô duyên vô cớ thế người bán đông tây, nhất định phải có một ít lợi nhuận. Lâm Niệm đại khái có thể hiểu rõ thịnh doanh ý tứ, khả năng đem so sánh mà nói, nước có ga so với trứng gà muốn hơi hơi không dễ dàng nát một điểm, nhưng bình thủy tinh vẫn như cũ là đồ dễ bể, hơn nữa hơi hơi bán xa một chút, bình thủy tinh thu về cũng là thành phẩm chi ra. Ta đại khái hiểu, Lâm Niệm gật đầu, ta dự định mua một nhóm bất quá ta lần này lại đây nguyên bản không nghĩ bán sĩ nước có ga trở lại, trong xưởng có thích hợp lọ chứa sao? Có, thịnh doanh lập tức gật đầu, ánh mắt rơi vào lâm niệm trên người, trong xưởng có một nhóm 200L dũng, nếu như ngươi nếu cần, nhưng những này dũng khả năng cần mặt khác tính toán giá cả. Vậy thì tính toán 3, lâm niệm gật đầu, 200L nước có ga, đi tới 10 dũng, một dũng giá cả tính toán 40 khối bình trang nước có ga một bình 600 ml, 200 thăng tương đương với là 333, 333 bình, mỗi bình giá cả một mau hai phân tính toán, cuối cùng được ra chính là 39, 99996, dựa theo tứ xá ngũ nhập tính toán, 40 khối giá cả hẳn là tương đối chính xác xác thực. Bất quá ở tính toán hảo chi hậu, nàng vẫn là nhìn về phía thịnh doanh, chờ thịnh doanh hồi phục. Thịnh doanh tự nhiên không có ý kiến, nhất định muốn tính toán thoại, 200L dũng rất khó hoàn toàn chứa đầy, Lâm Niệm lúc này trực tiếp tính toán thành 40 khối, nói cho cùng là để mấy phần lợi. Là, cái giá này rất đúng, cho tới dũng giá cả, ta bên này trực tiếp dựa theo bán sĩ giới cấp ngươi, một cái dũng 20 đồng tiền, ngươi cảm thấy được không? Nói, chính nàng trước hết đã mở miệng, khả năng là quý giá điểm, bất quá đến thời điểm ngươi đem nước có ga bán xong, còn có thể đem ra lùi tiền. Quả thật có chút, Lâm Niệm bật cười, một dũng nước có ga đều chỉ cần 40 khối, một mực một cái dũng liền muốn 20 đồng tiền, bất quá cái giá này cũng không tính quá cao, ta còn dự định nhiều muốn mấy cái dũng. A à, cho dù là kiến thức khá dồi dào thịnh doanh, đối mặt Lâm Niệm đột nhiên nhu cầu, cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá Lâm Niệm đúng là cần dũng, ở xác nhận trong xưởng còn có rất nhiều không dũng chi hậu, nàng ngoài ngạch lại muốn 20 cái dũng, như vậy tính ra, lần này tổng cộng là 30 cái dũng, thêm vào thập dũng nước có ga. Như thế nhiều đông tây giá cả gộp lại, vừa vặn là 1.000 đồng tiền. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành xác nhận giá cả thời điểm, liền ngay cả lâm niệm bản thân cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng bản thân này một chuyến tiến vào nhà xưởng sẽ rất phí tiền, nhưng nàng không nghĩ tới cuối cùng giá cả dĩ nhiên sẽ như vậy thấp. Kỳ thực nếu như có thể, nàng là dự định nhiều mua mấy dũng nước có ga, chỉ có điều xe vận tải tải trọng lượng chung quy có hạn. Trước kia thu trứng gà thời điểm, nàng là một cái thôn tử một cái thôn tử đi, đi một cái thôn tử đằng một xe đông tây đến kho hàng. Nhưng lần này là chỉ ở nước có ga xưởng chọn mua, Lâm Niệm cũng là ở xem chọn mua đang thời điểm, mới ý thức tới xe vận tải tải trọng vấn đề, không thể không giảm thiểu bản thân nhu cầu. Mười dũng 200 thăng nước có ga, Đối một cái chuyên môn sinh sản nước có ga nước có ga xưởng tới nói tịnh không tính quá nhiều. Ký kết chọn mua đan, phó xong tiền chi hậu, thì có người chuyên biệt ban hướng về bên trong thùng quán nước có ga. Trang nước có ga chính là thực phẩm cấp thùng nhựa, kiên cố vững chắc, nại chứa đựng, vì thế phương diện giá tiền, cũng sẽ so với bình thường thùng nhựa hơi 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 đắt. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành bất quá lâm niệm cùng thịnh doanh nắm chính là trực tiếp bán sĩ giới, cùng bên ngoài bán lẻ giới so với hay là muốn thấp hơn không ít. Cho tới nàng mua đi này sao nhiều thùng nhựa đối nước có ga sưởng sẽ có hay không có ảnh hưởng, điểm này đúng là hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao nước có ga sưởng lớn như vậy thể lượng đặt tại này, cùng thùng nhựa sưởng quan hệ khẳng định cũng rất mật thiết, mười mấy dũng thôi, bất quá là gọi điện thoại lại gọi nhân đưa một nhóm đến sự. Chứa đầy nước có ga thùng nhựa do chuyên gia một dũng một dũng chuyển thượng xe vận tải lâm niệm cùng thịnh doanh hàng huyên một lúc cố ý cùng nàng muốn nước có ga xưởng điện thoại quay đầu lại có yêu cầu thời điểm có thể gọi điện thoại đến câu thông lúc này nước có ga xưởng bên ngoài còn sắp xếp hàng dài bất quá đã thay đổi một nhóm người thấy có người từ giữa đầu chuyển nước có ga đi ra không nhịn được bắt đầu tán gẫu lên lớn như vậy bên trong thùng đều là nước có ga nhìn thật giống là trước cũng đã gặp nói là có thể một đại dũng một đại dũng mua nước có ga còn có thể bớt thêm chút nữa. Tiện nghi là tiện nghi, khả như thế nhiều đâu, lớn như vậy Dũng, có thể trang bao nhiêu nước có ga A, tính toán này một Dũng có thể sắp xếp gọn mấy trăm bình nước có ga ba. T, mấy trăm bình A, vậy liền coi là một ngày uống một bình, này cũng phải uống trước một năm đâu, này nước có ga là hảo uống, ai có thể mỗi ngày uống nước có ga A, nhân gia khẳng định là mua đi bán ba, này sao đại xe đâu. Này làm sao thả A, thiên như thế nhiệt, này một dũng một dũng, trong tủ lạnh cũng nhét không xuống A. Thịnh xưởng trưởng, kỳ thực ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không thỉnh thịnh xưởng trưởng ban bận biệu. Lâm Niệm đứng thịnh doanh bên người, ngẩng đầu nhìn nàng. Thịnh doanh gật đầu, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi nói là được rồi. Lâm Niệm mỉm cười. Không phải đại sự gì, chỉ là ta trước xem trong xưởng kiến một cái ướp lạnh khố, thịnh xưởng trưởng trong tay nên có kiến ướp lạnh khố công ty điện thoại, có thể hay không phiền phức thịnh xưởng trưởng cũng đem điện thoại cấp ta một cái, hay là chi hậu có thể liên lạc với. Thịnh doanh sưởng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xe, lại quay đầu lại. Ngươi dự định vẫn làm nước có ga chuyện làm ăn. Kiến ướp lạnh khố, có thể làm chuyện làm ăn nhưng là không ngừng nước có ga, lâm niệm cười nói, chỉ là vừa vặn nhìn thấy trong xưởng ướp lạnh khố trong lòng có một ít ý nghĩ kỳ thực nhất định muốn nói ướp lạnh hiệu quả khẳng định là chính nàng kho hàng tốt nhất nhưng nàng kho hàng không gian liền này sao đại nàng có thể đem đông tây đều đặt ở trong kho hàng nhưng đối với ngoại nhưng xử lý không tốt nếu như có ướp lạnh khố làm quá độ lúc trước nàng làm khó dễ một chuyện tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng mà cùng trước mắt cái này nước có ga xưởng hợp tác kiến tạo ướp lạnh khố công ty trình độ khẳng định không thấp nàng cũng coi như là sượt một làn sóng đại xưởng phúc lợi. Thịnh doanh không nghĩ quá nhiều, trước mắt lâm niệm có muốn trường kỳ làm nước có ga chuyện làm ăn ý nghĩ, đối các nàng trong xưởng tới nói ngược lại là việc tốt, đằng trước hỏi một câu chi hậu, liền không còn nhiều lời, trực tiếp đem kiến tạo ướp lạnh khố công ty số điện thoại cho lâm niệm, hơn nữa này vẫn là nhân gia điện thoại của lão bản. Lâm Niệm duỗi ra hai tay nhận lấy điện thoại, từ trong bao móc ra một cái vỡ, cẩn thận đem viết điện thoại giấy kẹp ở bên trong, xác nhận không thành vấn đề chi hậu, mới khép lại vỡ, thả lại bản thân trong bao. Vào lúc này thời gian, nước có ga đã toàn bộ chuyển xong, Lâm Niệm muốn Dũng cũng đã toàn bộ nhét vào trên xe. Xếp vào nước có ga Dũng cùng không Dũng vẻ ngoài giống như đúc. Mới nhìn đi, thật giống như Lâm Niệm mua mãn mãn một xe nước có ga. Chuyện làm ăn hoàn thành, thịnh doanh cùng Lâm Niệm đơn giản hàng huyên vài câu, đều là chút lẫn nhau hàng huyên thoại, ở một cái thích hợp điểm, đối thoại đình chỉ, hai người cũng bắt đầu bận biểu bản thân sự. Thịnh doanh là trở về trong xưởng đi làm việc. Cho tới lâm niệm, sau khi lên xe, nàng ngay lập tức trước đem trước thịnh doanh cấp điện thoại sao ở vỡ thượng, cho tới này trang giấy, thì lại cùng mặt khác một ít phương thức liên lạc đặt ở cùng một chỗ. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành ghi chép điện thoại vỡ vẫn là đặt ở an toàn nhất trong kho hàng. Lúc đi, nàng thò đầu ra xem bên ngoài bánh xe ấn, bởi vì trước một ngày mới vừa hạ quá vũ, này mặt đất còn có chút ẩm ướt, bánh xe ấn cũng rất minh hiển. Vì thế mãi đến tận mở ra một lúc chi hậu, nàng mới một chút đem phía sau này chút nước có ga vận tiến vào trong kho hàng. Miễn cưỡng chỉ để lại một dũng nước có ga cùng mấy cái không dũng. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Chương 82 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày hôm nay ta bên này tổng cộng bán ra biết tất cùng thăng mặt các 1.300 kiện, tất chân bán nhiều, tổng cộng bán ra 14580 kiện, khí trời càng nhiệt, tất chân bán cũng càng tốt. Đổng Phúc Ni cùng Lâm Niệm nói tới ngày đó thu hoạch, nàng bán ra hàng cũng không nhất định hoàn toàn là số nguyên, chỉ là vì hảo tính toán, có lúc hội biến mất một ít số lẻ, mà biến mất này chút tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, chính nàng bình thường cũng có thể một chút tiêu thụ đi ra ngoài. Tổng cộng là 223, 8 nguyên. Giữa hai người giao dịch càng thông thạo, tính toán hảo chuẩn xác trích phần trăm chi hậu, lâm niệm trực tiếp kiếm tiền. Đổng Phúc Ni tiếp nhận tiền chi hậu vấn đạo. Tiểu Lâm, ta xem ngươi hiện tại trứng gà bán gần đủ rồi, đóng lấy ngươi còn dự định chạy khắp nơi sao. Khí trời như thế nhiệt, Đổng Đại tỷ còn dự định tiếp tục làm ăn. Lâm Niệm ngẩng đầu. Trời nóng nực cũng phải làm, đắc sinh hoạt ma, Đổng Phúc Mi cười, rất mau đem nụ cười liễm khởi, bất quá lại như lúc trước chúng ta nói này dạng, mùa hè làm ăn khổ cực là khổ cực điểm, nhưng tóm lại so với trước tốt một chút. Lâm Niệm gật đầu. Đến mùa hè, ngược lại là ở trong tiệm cơm rửa chén hơi hơi thoải mái một chút. Thoải mái hoặc kiếm lời thiếu a, Đổng Phúc ni vừa cười ngày này dưới đáy nào có hai con đều tốt sự, muốn kiếm tiền còn muốn muốn thoải mái, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng không có chuyện tốt như vậy. Lâm Niệm cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đỗng Đại tỷ nghĩ tới thông. Này là, hiện tại ta làm một tháng, sánh được lúc trước đàng hoàng đi làm kiếm lời vài tháng, có thể không nghĩ thông suốt sao. Đỗng Phúc Ni nói, chậm rãi xoay người, cũng không chỉ là chúng ta, bên ngoài người đều như thế làm, so với ta khổ cực người còn nhiều chính là, người khác đều không kêu khổ, ta kiếm lời nhiều còn gọi cái gì khổ. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành nói xong, Đổng Phúc Ni trên mặt lộ ra thả lỏng thần thái, ở bên ngoài đầu tứ nơi bôn ba làm ăn tự nhiên không xưng được thoải mái, nhưng lại có thể kiếm được chân thật tiến vào trong túi tiền tiền, như thế vừa nghĩ, dù cho bận rộn một ngày, cũng sẽ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Ai, không cùng ngươi hàng huyên, mỗi lần ngươi ở đối diện, ta cũng không nhịn được muốn cùng ngươi nói nhiều, ngươi cũng bận biệu cả ngày, bình thường so với ta còn muốn bận biệu, nghỉ sớm một chút, ta liền không quấy rầy ngươi. Đổng Phúc Ni ảo não nói. Hành, vậy thì như vậy, gặp lại sau. Lâm Niệm cùng trước mấy lần nhất dạng, đưa Đổng Phúc Ni ra ngoài. Đối phương sau khi rời đi, Lâm Niệm vẫn như cũ phải tiếp tục kiểm kê ngày đó tình huống ngày hôm nay đi hổ thị tuyệt đối xem như là thu hoạch lớn, không chỉ có đem trong kho hàng trứng gà hầu như thanh không, còn dẫn theo mấy dũng hàng đẹp giá rẻ nước có ga trở về. Trứng gà này một khối, ngày hôm nay hầu như toàn bộ thanh không, tuy rằng còn sót lại mấy trăm, nhưng hầu như là lúc trước số lẻ, bán ra trứng gà cũng có thể đạt đến 5 vạn 6 ngàn cái dáng vẻ, mỗi cái trứng gà thụ giới hai mao, tổng cộng thu vào 11200 nguyên. Đổng Phúc Ni bên này chuyện làm ăn, nàng tổng cộng thu vào 1592, 6 nguyên. Biến mất số lẻ sau thu vào là 12700 nguyên. Chụp đi ngày hôm nay 1000 chi ra, hơn nửa lúc trước tồn khoản, hiện tại nàng tồn khoản ngạch trống là 38700 nguyên. Lâm niệm ở vở thượng đàng hoàng ghi chép xuống tồn khoản con số, cao hứng là thật cao hứng, phong phú cũng là thật sự phong phú, đặc biệt lúc này nàng trứng gà tồn kho hầu như cũng đã diệt đi, toàn bộ tâm tình cùng trước tuyệt nhiên không giống đem vỡ để tốt chi hậu, nàng bắt đầu kế hoạch đón lấy dự định. Mùa hè đến, nước có ga chuyện làm ăn tự nhiên là có thể làm, dưa hấu chuyện làm ăn cũng có thể, còn có đào tử, cũng là từ 6 tháng bắt đầu hội từ từ thành thục. Một hạng hạng liệt hạ xuống, nàng có thể làm sự có thật nhiều, nhưng nàng cũng rõ ràng bản thân tình huống, cùng những khác người làm ăn so với, nàng càng như là kim chức, chỉ là ở tình cờ rảnh rỗi thời điểm làm một lần chuyện làm ăn, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở trong tiệm cơm. Có thể đi tới bước đi này, nguyên nhân rất lớn là nàng có kho hàng. Cũng bởi vì kho hàng tồn tại, tuy rằng nàng vẫn luôn đang cố gắng kiếm tiền, đáy lòng nhưng cũng không lo lắng. Ở vở thượng viết xuống một hàng chữ cuối cùng chi hậu, lâm niệm để bút xuống, đùng một tiếng khép lại vở. Thật vất vả trứng gà chuyện làm ăn cáo một đoạn lạc, mùa hạ cũng vẫn không có chân chính đến, vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi mấy ngày, lại cảm thụ một chút nhàn hạ sinh hoạt lạc thú. Sáng ngày thứ hai, nàng cùng thường ngày đi trong tiệm cơm ăn cơm, nhưng bước tiến nhưng không giống trước này sao vội vội vàng vàng, mà là chậm rì rì đi tới. Thời gian còn sớm, nàng một đường đi tới, cũng thỉnh thoảng cùng phụ cận người chào hỏi. Đến bếp sau, hồ vịnh mai vẫn như cũ tượng trước nhất dạng một đã sớm đến, nhìn thấy lâm niệm lão đảo lại đây trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngày hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ nhìn ra sao lâm niệm kinh ngạc vấn đạo cúi đầu xem bản thân dáng dấp này đương nhiên hồ vịnh mai bật cười lôi kéo lâm niệm nói chuyện sinh sống ma tuy rằng đại đa số thời điểm sinh hoạt đều đại khái giống nhau khả nhật tử quá lên là ra sao cũng là bản thân trong lòng rõ ràng lúc trước mấy tháng ngươi mỗi lần tới đều vội vội vàng vàng ngày hôm nay nhưng hiển đến mức rất ung dung chẳng lẽ không là tâm tình không tệ lâm niệm ngồi ở hồ vịnh mai đối diện nâng quai hàm hơi nghiêng đầu hồ cô cô ta dự định nghỉ ngơi mấy ngày dừng lại chuyện làm ăn thượng sự là nên nghỉ ngơi hồ vịnh mai chăm chú gật đầu ngươi luôn nói bản thân không mệt khả nhân a à, mặc dù là trong lòng không mệt ngươi cũng phải nhường bản thân thân thể nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngươi cũng biệt nấu ăn vương đại trù muốn tới liền để hắn làm. Thật sự, Lâm Niệm ngồi thẳng thân, mặt mày gian dẫn theo cười, là trêu chọc trêu tức nụ cười. Cái gì thật sự giả? Bếp sau bên ngoài âm thanh truyền tới, các ngươi hai sau lưng địa thảo luận cái gì đâu. Lâm Niệm trực tiếp từ ghế ngồi xoay người, cười nhìn về phía đối phương. Hồ cô cô nói ngài muốn tới đâu, quả thật là đến rồi. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành, Tiểu Lâm nói dự định nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi cũng không thể lại sai khiến nàng làm việc ba. Hồ Vịnh Mai tiếp theo Lâm niệm thoại tiếp tục nói, ngày hôm nay bữa sáng, dựa cả vào vương đại trù. Bao lớn điểm sự, đáng giá các ngươi ở sau lưng nói ta sao? Vương đại trù, sách, thanh, đi thẳng tới kệ bếp bên cạnh, ta đến liền ta đến, ngày hôm nay làm điểm đơn giản, thiêu mạch bánh quẩy sữa đậu nành. Vào lúc này thời gian, làm sữa đậu nành đủ sao? Hồ Vịnh Mai cao mày. Vương Đại Trù ngẩng đầu, chỉ chỉ ngồi lâm niệm. Không cho nàng làm trợ thủ, đi ra ngoài mua điểm sữa đậu nành bánh quẩy cũng được chứ. Tiểu lâm ngươi cảm thấy đâu? Ngươi thật là tốt ý tứ, Hồ Vịnh Mai bất đắc dĩ, nhưng không nhịn được nở nụ cười, nói đến ở quán cơm bếp sau lâu, cũng thật là không thường ăn bên ngoài đông tây. Vương Đại Trù nhìn về phía lâm niệm, con ngươi chuyển hướng bếp sau bên ngoài, không chờ Lâm Niệm mở miệng, chủ động nói. Đi thôi, nắm cái bồn quá khứ, quay đầu lại tìm lão bản tinh tiêu. Sữa đậu nành bánh quẩy tịnh không mắc, dù cho mua thượng mười mấy người phần, cũng phải không được bao nhiêu tiền, khả năng hoa tiền còn không sánh được tình cờ vương đại trù sáng sớm dùng một số nguyên liệu nấu ăn. Lâm Niệm hiện tại cũng không phải đặc biệt để ý chút tiền này, nhưng nghe đến vương đại trù thoại, nàng vẫn là lập tức nở nụ cười được rồi. Đáp ứng chi hậu, nàng vội vã đi chọn cái thích hợp, sạch sẽ bồn, đi ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy. Cũng không lâu lắm, Lâm Niệm bưng mãn mãn một chậu cái gì đều không có tăng thêm sữa đậu nành trở về, trong tay còn ôm một đại túi bánh quẩy. Lại trở lại bếp sau thời điểm, Ngụy Nhất Lượng đã đến rồi, nhìn thấy nàng trong tay đông tây đều kinh ngạc. Sáng sớm ăn những này. Lâm Niệm mỉm cười. Vương Đại Trù muốn này đắt ăn, ta muốn ăn bánh quẩy cũng không dễ dàng. Ngụy Nhất Lượng năng lực sáng sớm chớp mắt này, đè xuống lười biến bản tính, không tiếc sáng sớm lên, nơi nào cam lòng ngoài ngạch dùng tiền mua sữa đậu nành bánh quẩy, vì thế hắn cũng đã lâu không ăn sữa đậu nành bánh quẩy, vừa dứt lời, hắn trực tiếp ôm một cái bánh quẩy đi ra, có ca có két bắt đầu cắn. Không chỉ như vậy, hắn cấp bản thân cầm bát, bản thân điều ra một bát hàm sữa đậu nành, cả người hướng về bát điên một khuynh, liền bắt đầu khò khè khò khè hấp lên vương đại trù chính đang một bên nắm thiêu mạch nhìn thấy ngụy nhất lượng ăn tương không nhịn được nhổ nước bọt bình thường ở phía sau trù lúc làm việc không thấy ngươi như thế chịu khó còn học được bản thân gia vị hàm sữa đậu nành mà thôi gia vị nhiều chuyện đơn giản ngụy nhất lượng cười ha hả nói ta liền cảm thấy bản thân không phải cái đương đầu bếp liêu nhưng là cái ăn đồ ăn liêu có thứ tốt ăn khẳng định theo gọi theo đến là vì thứ tốt, vẫn là vì tỉnh tiền. Vương Đại Trù dương mắt, đều có đều có. Ngụy Nhất Lượng tùy ý nói, ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành tư thế vẫn như cũ bình tĩnh. Bữa sáng chớp mắt này vốn là đơn giản, đại gia đều rất tùy ý, phía sau có người lại đây, thấy đã có sẵn có đồ ăn, cũng cùng Ngụy Nhất Lượng nhất dạng bản thân điều vị ăn. Yêu uống ngọt liền thêm đường, thích ăn hàm liền thêm nước tương, thêm hành thái, hơn nữa một chút cải bẹ mùi vị là đặc biệt hương. Bất quá đợi được vương đại trù thiêu mạch vừa ra trận, mặc dù trong bụng đã điền một chút, này khẳng định cũng không thể bỏ qua. Cùng trước rất nhiều lần nhất dạng, có vương đại trù ở đây, sở hữu mọi người muốn lưu đến cuối cùng, vương đại trù món ăn, này là một trận đều khuyết không được. Lâm niệm đến mặt sau cơ bản không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nghe đại gia bàn luận trên trời dưới biển. Ở nàng xem ra, nếu là lúc nghỉ ngơi, tự nhiên là muốn ở nàng thoải mái nhất trạng thái, làm ăn thời điểm nàng nói đã nhiều lắm rồi, thời gian nhàn hạ cũng không nhất định cần phải muốn nói chuyện. Đương một cái hợp lệ người nghe, cũng là nói chuyện trời đất trường hợp trung, trọng yếu tạo thành bộ phận. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành ăn xong bữa sáng lúc trở về, lâm niệm đi vẫn như cũ rất chậm chậm, đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm, còn vào bên trong đầu mua một ít ăn ngon bánh ngọt, cùng với một ít ăn vặt, đậu phộng hạt dưa loại hình. Sau đó hướng về bản thân trong túi quần áo nhét vào hai cái hạt dưa, vừa đi một bên hạp qua tử. Đến nơi ở, chính đang cửa làm việc với thẩm nhìn thấy lâm niệm dáng dấp bật cười. Tiểu lâm A, trước thật xa đều không nhận ra ngươi đến, ta còn nói đâu, này chậm rì rì hạp hạt dưa người đi tới là ai, đến gần mới phát hiện hóa ra là ngươi. Lâm niệm cười đi tới. Nghỉ ngươi ma, tùy ý điểm là tốt rồi này ngươi là rất tùy ý, với thẩm nụ cười trên mặt chưa lạc, quan sát tỉ mỉ lâm niệm, nghiêm túc nói. Vẫn đúng là đừng nói, ngươi khoảng thời gian này khổ cực là khổ cực điểm, nhưng cả người so với trước lại tinh thần không ít, trên gương mặt cũng có thịt, không biết còn tưởng rằng là nhà ai nuông chiều từ bé sủng đại hài tử đâu. Lâm niệm tùy ý với thẩm đánh giá, chỉ lo nàng xem không đủ, còn ở tại chỗ xoay một vòng. Có phải là đặc biệt khỏe mạnh? Khỏe mạnh, ha 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 đặc biệt khỏe mạnh với thẩm không nhịn được cười người đứa nhỏ này nói chuyện như thế hài hước đâu người này nơi nào chỉ là khỏe mạnh a à, này là người bình thường cũng không sánh nổi khỏe mạnh liền tốt như vậy thân thể hảo quan trọng nhất chỉ cần thân thể dưỡng cho tốt những khác cũng có thể chậm rãi có lâm niệm miếng môi môi cười trịnh trọng gật đầu ân ta cũng chính là nghĩ muốn khỏe mạnh khỏe mạnh hảo người khỏe mạnh cực kỳ tốt Nàng có rất rộng lớn mục tiêu, muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, muốn quá cuộc sống tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là khỏe mạnh. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Chương 83 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cùng với thẩm tán gẫu xong hôm sau, Lâm Niệm còn cố ý phân một cái hạt dưa cấp nàng sau đó mới một bên hạp hạt dưa, một bên thấp giọng ngâm nga không biết tên cười nhỏ lên lầu. đến trên lầu chi hậu, nàng nhìn quanh một tuần, khoảng thời gian này nàng cũng vì bản thân cái này tiểu gia mua thêm không ít đông tây, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy bản thân trong phòng thật giống thiếu chút gì. nhìn một lúc chi hậu, nàng đột nhiên nhớ tới một vài thứ, xoay người lại đi xuống lầu, mở ra tỏa ở trụ tử thượng xe ba bánh. tiểu lâm ngươi muốn đi đâu nhi a, à, đi mua đằng ghế tựa lâm niệm nói rằng ta cảm thấy trong phòng khuyết một cái ghế đằng ghế tự hảo đằng ghế tựa thoải mái với thẩm cười nói quay đầu đi làm bản thân sự lâm niệm thì lại cưỡi xe ba bánh một đường đi ra ngoài cái gọi là đằng ghế tựa tự nhiên chính là hàng mây tre cái ghế có thể là ba mặt vườn quanh ghế bành cũng có thể là ghế nằm nhưng mặc kệ là một loại nào đều có một cái đặc tính thoải mái ngồi thoải mái nằm cũng thoải mái Hiện tại nàng trong phòng cái ghế chủ yếu là ghế tre cùng đầu gỗ băng ghế, tình cờ ngồi một chút cũng còn tốt, thời gian dài liền không quá thoải mái. Hàng Châu bên này cũng có bán đằng ghế tựa, Lâm Niệm cưỡi xe ba bánh quá khứ, cũng không lâu lắm liền đến chỗ cần đến, chọn hai cái ghế bành cùng một cái ghế nằm, toàn nhét vào xe ba bánh bên trong chở về đi. Đến nơi ở, nàng khéo léo từ chối với thẩm muốn ban bận biểu ý nghĩ, chỉ nói bản thân ngày hôm nay không chuyện gì, qua lại đi mấy chuyến không phí sức khí, thuận tiện cảm ơn với thẩm. Đằng ghế tựa rất nhẹ, thực tế Lâm Niệm chỉ đi rồi hai chuyến, lần thứ nhất đem ghế nằm sách đi tới, lần thứ hai nàng trực tiếp một tay một cái ghế, dễ dàng liền sách tới trên lầu đi tới. Ghế nằm bị để ở một bên, còn lại hai cái đằng ghế tựa, một cái bị nàng phóng tới trong phòng ngủ, quay đầu lại thả điểm quần áo cái gì tương đối dễ dàng, còn lại này đem thì bị nàng phóng tới máy may trước mặt, lại sẽ lúc trước làm tốt bông cái đệm đặt ở cấp trên. Nhìn khí trời tốt, nàng đi tới sân thượng, đem sân thượng đơn giản thanh lý một hồi, từ trong phòng ôm ra chăn bông, đặt ở ánh mặt trời dưới đáy sưởi một sưởi. Chăn dọn xong, nàng cả người dựa vào cấp trên, cảm thụ một hồi trên đỉnh thái dương nhiệt độ. Nếu như là ở mùa đông, như vậy nhiệt độ nhất định sẽ rất thoải mái, nhưng mà hiện tại liền muốn đến mùa hè, ở này nhiệt độ, còn ở đại thái dương dưới đáy sưởi trong chốc lát liền cảm thấy cánh tay hơi nóng lên, lòng bàn tay đảo qua cánh tay thời điểm, còn có thể cảm nhận được trên cánh tay nhiệt độ. nàng đi trở về đến trong phòng, ở thứ ngoại phòng chứa đồ bên trong lấy ra một khối lam sắc mang nát hoa vải bông, ở bản thân trên người giá giá, đi tới phòng khách, từ trên giá cầm phấn viết, kéo cùng thước đo, đem vải vóc bày ra ở bàn bác tiên thượng, bắt đầu căn cứ bản thân thân hình lượng nhỏ bé, từ khi học may kỹ thuật chi hậu. Khoảng thời gian này nàng vì bản thân đã làm nhiều lần đông tây, nhưng cơ bản đều là bên trong xuyên, cùng bản thân ở nhà xuyên, xuyên ra đi này chút trên căn bản vẫn là lúc trước mua này mấy bộ. Lượng nhỏ bé thời điểm, lâm niệm thần thái rất chăm chú, trong đầu cũng ở suy nghĩ tỉ mỉ một ít chi tiết nhỏ. Lượng hảo nhỏ bé sau dùng phấn viết họa ra biên, chi hậu dùng kéo cắt hạ, lấy thêm đến máy may trước mặt tiến hành may gia công. Thao tác cũng không khó, chỉ cần đối máy may hơi hơi độ thuần thục người đều rất dễ dàng làm tốt bước đi này nhưng đối với lâm niệm mà nói nàng càng để ý vẫn là cảm giác thành công dù cho chỉ là làm ra một cái tay áo cũng có thể làm cho nàng cảm giác được mãn mãn hạnh phúc máy may cộc 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 tháp đi xuống quần áo đường viền ở từ từ hình thành không sai bao lâu một cái cơ sở khoảng đơn giản ngắn tay làm thành lâm niệm cầm tiểu kéo tiễn hạ quần áo cùng máy may liên kết tuyến tung ra quần áo đêm này chút nát tuyến cũng đều nhất nhất cắt đi, càng làm quần áo ngược lại, đi tới trong phòng vệ sinh đem quần áo trồng lên. Đứng tấm gương trước mặt, nàng nhìn chung quanh một chút, tuy rằng y phục này kiểu dáng không tính cực kỳ tốt, nhưng vẫn tính phục tùng, chủ yếu là dáng vào chính nàng thân hình, sẽ không xuất hiện quá lỗi lớn tiểu nhân tình huống, nhỏ bé vừa vặn. Trong gương, nàng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, để chính nàng cũng không nhịn được để sát vào xem cảm thấy đắt trong gương bản thân có chút xa lạ nhìn thật giống không quá tượng nàng chủ yếu là cùng chính nàng trong trí nhớ trước đây nhìn thấy dáng dấp có chút không giống nhau lắm là bởi vì nàng so với trước đây càng vui vẻ sao lâm niệm thu lại khởi nụ cười trên mặt bày ra nghiêm túc dáng dấp nỗ lực từ trong gương tìm kiếm quá khứ dáng dấp khả nhìn một lúc nàng vẫn là không nhịn được cười cười nàng bắt đầu vào bản thân mặt lúc này nàng cảm giác được quen thuộc bản thân lại trở về Đúng rồi, tuy rằng hai đời nàng đều vẫn ở chăm chú nỗ lực sinh hoạt, nhưng nàng đời này sinh hoạt vẫn là như trước kia có rất lớn không giống, nhưng trong xương nàng vẫn là cùng một người. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lâm niệm đứng thẳng thân, hướng về phía trong gương bản thân nở nụ cười, cởi y phục trên người, tiện tay ném một cái, liền ném tới cách đó không xa bồn bên trong. Một cái áo, hoàn thành. Đi ra phòng vệ sinh, nàng lại đi phòng chứa đồ chọn vải vóc. Lam sắc mang tiểu hoa vải vóc làm đến y vừa vặn, nhưng nếu như dùng để làm quần, khó tránh khỏi có chút đẹp đẽ, cũng may nàng trước mua vải vóc thời điểm đã nghĩ từng tới điểm này, cũng không lâu lắm, nàng liền từ giữa đầu lấy ra một khối thiển hôi thuần sắc vải vóc, vừa vặn dùng để làm quần. Quần cùng quần áo so với, liền đơn giản có thêm, chỉ cần đem ống quần cắt hạ xuống, lại phùng lên là có thể. Nếu như là ở trước đây, Lâm Niệm khẳng định không có cách nào làm tốt nhưng đối với hiện tại nàng tới nói làm quần quả thực là chút lòng thành bên trong chút lòng thành một điểm đều không có độ khó cũng không lâu lắm một cái tân quần cũng làm tốt đã mặc thử nhỏ bé thích hợp này điều quần cũng bị ném vào bồn bên trong quần áo cùng quần đều làm xong mắt thấy thời gian còn sớm nàng đơn giản lại làm một cái quần cùng với một cái mang nút buộc áo tay ngắn mùa hè thời điểm xuyên vừa vặn quần áo quần đều làm tốt nàng lại dùng thanh thủy tẩy quá bắt khô lượng ở trên ban công. Nhưng coi như làm như thế nhiều chuyện, khoảng cách sáng sớm 10 giờ đi làm còn có thời gian không ngắn nữa, cũng không chuyện gì, đơn giản đem ghế nằm chuyển tới cửa quan tốt hơn địa phương, càng làm cái ghế đặt ở bên cạnh, ở cấp trên thả một cái bát không, rút ra báo hôm nay, ở trên ghế nằm nằm xuống, một bên hạp qua tử một bên xem báo. Thần kỳ chính là, lúc trước bận rộn làm quần áo quần thời điểm, nàng cảm thấy đến thời gian dùng bền, không giống lúc trước bán trứng gà thời điểm, cảm thấy đến thời gian không đủ dùng. Khả nhìn một chút báo chí, bất tri bất giác thời gian cũng quá khứ, không để ý liền đến muốn đi làm điểm. Nàng y y không muốn mà liếc nhìn báo chí, đời trước nàng không làm sao niệm quá thư, nhận thức tự cũng không nhiều, coi như xem báo, cũng chính là nguyên lành coi trọng đầu tiểu cố sự, quyền cho là tìm lạc thú. Nhưng đời này niệm lâu như vậy thư nàng mới phát hiện qua báo chí dĩ nhiên có nhiều như vậy tri thức còn có một chút chính sách nàng cũng mơ mơ hồ hồ có thể xem hiểu một ít này đều là ở trên thư bổn học không đến tuy rằng vào lúc này nàng xem báo cũng vẫn còn có chút nguyên lành ý tứ nhưng nàng hiện tại nguyên lành xem chính là chính sách mà không phải tiểu cố sự nàng cảm thấy đắt coi như bản thân lúc này xem không hiểu nhưng chỉ cần xem qua ở trong đầu từng lưu lại dấu vết sau đó bao nhiêu hội có chút tác dụng trước đây không hiểu, bây giờ nhìn lại, nơi này đầu có vài thứ còn rất có thú. Mặt sau mấy ngày, nàng cùng vừa bắt đầu nghĩ kỹ nhất dạng, chăm chú nghỉ ngơi, dù cho bản thân trong kho hàng có thêm vài dũng nước có ga, nàng cũng vẫn như cũ kiềm chế lại tính tình, không có trực tiếp đem nước có ga lấy ra đi bán. Bất quá Đổng Phúc Ni này biên chuyện làm ăn không có dừng lại. Lúc này tất chân làm ăn khá khẩm, hơn nữa tất chân giá cả cũng xác thực tiện nghi, lâm niệm đơn giản lại định năm nghìn không xong tất chân lúc này nghe biết tất vô lão bản nói xưởng này biên đã đem lúc trước lâm niệm đề nghị vớ làm đi ra bán sĩ giá là một mau hai một đôi nàng cũng trước định một nghìn không xong chống đỡ hai lần hàng từng nhóm thứ lại đây tổng cộng tiêu tốn ba nghìn bảy trăm nguyên muội tử có ở đây không ngày này một sớm dưới lầu thì có âm thanh truyền lên Lâm niệm mỗi ngày thời gian cơ bản cố định, cái gì chút gì điểm không ở, quen thuộc nàng người đều rất rõ ràng như là đổng phúc ni cùng với thẩm các nàng có chuyện gì tìm đều sẽ trực tiếp tới cửa nhưng ở dưới lầu người hỏi cũng không phải không biết nàng tình huống chỉ là không thích hợp trực tiếp lên lầu thôi chỉ nghe âm thanh hơn nữa quen thuộc xưng hô ngoại trừ đinh hoa ở ngoài sẽ không có khác biệt nhân nàng đi tới sân thượng nhìn xuống hoa ca làm sao sáng sớm lại đây tìm đến ngươi có chút việc đinh hoa ở dưới lầu hướng về phía lâm niệm vẫy tay đến 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 muội tử ca cùng ngươi thương lượng điểm sự lâm niệm từ trên lầu đại khái nhìn một chút đinh hoa vẻ mặt dáng dấp của đối phương nhìn không giống quá cao hứng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tốt sự nàng đáp một tiếng quay đầu lại đóng cửa lại đi xuống lâu đi vừa hạ xuống đinh hoa liền mang theo lâm niệm đi ra ngoài không phải ở đây sao lâm niệm hiếu kỳ hỏi dò đối có chút lộ ta cưỡi xe đạp tới được Đinh Hoa nói chuyện, tốc độ nói có chút gấp gáp. Này ta kỵ xe ba bánh cùng ngươi cùng đi. Lâm Niệm nói rằng, nghe có chút lộ, nàng cũng không có ý định đi tới. Đinh Hoa nghe nói như thế, nguyên bản nghiêm túc vẻ mặt có chút không kềm được. Không phải, ta nói muội tử ngươi liền không thể mua chiếc xe đạp sao? Ngươi đây là trực tiếp đem xe ba bánh đương xe đạp dùng A, không phiền phức sao? Xe đạp không tốt bán Đông Tây A, xe ba bánh nhiều phương tiện, lâm niệm lẽ thẳng khí hùng đạo, lại nói, mua xe đạp không trả đắt đòi tiền sao. Ngươi này, đại xe vận tải đều mua, còn không nỡ lòng bỏ xe đạp tiền. Đinh Hoa có chút dở khóc dở cười, ngăn lại lâm niệm muốn cưỡi xe ba bánh động tác, ngày hôm nay coi như xong đi, ta cưỡi xe đạp mang ngươi quá khứ, sau khi xem ta lại cho ngươi đưa tới, ta ba còn chờ, kỵ xe ba bánh quá khứ không lên nổi tốc độ. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành đinh thúc thúc đang chờ a à, lâm niệm nghe cũng có chút sốt ruột vậy thì mau đi đi miễn cho đinh thúc thúc sốt ruột chờ vừa nghe là đinh phụ tìm lâm niệm cũng cảm thấy sự tình khả năng không coi là nhỏ ngược lại dục đinh hoa nhanh đi đinh hoa gật đầu cưỡi xe đạp mang tới lâm niệm đi tới nhân hơi hơi thiếu điểm địa phương tốc độ của xe đạp liền nói ra đi tới tốc độ của xe đạp nhanh nói chuyện không tiện Lâm Niệm đơn giản không lại hỏi dò đến cùng là chuyện gì, ngược lại sự tình tới cửa, phải biết thời điểm nàng đều sẽ biết. Xe đạp đi rồi mười mấy phút, Lâm Niệm đã mơ hồ có thể nhìn thấy đinh phụ bóng người. Ngoài ra, còn có mặt khác mấy cái bóng người, tự hồ đang tứ nơi đánh giá cái gì, thỉnh thoảng hội cùng đinh phụ có chút giao lưu, cho tới đinh phụ dáng vẻ, nhìn qua tịnh không phải rất tốt, thậm chí cùng trước so với còn già nua rồi chút. Xe đạp dừng lại, Lâm Niệm nhìn về phía Đinh Hoa, thấp giọng hỏi dò: "Đinh thúc thúc khoảng thời gian này rất mệt sao?" Đinh Hoa mím môi, sắc mặt vi khổ. Trong xưởng tình huống càng nguy. Lâm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước nàng liền nghe nói đinh phụ nhà xưởng chuyện làm ăn không tốt, thậm chí có mấy tháng liền công nhân tiền lương đều không phát ra được, chi hậu nàng nhất quán không thích hỏi thăm chuyện của người khác, mặc sau Đinh Hoa không có chủ động nhắc tới, nàng cũng không có hỏi lại bây giờ nhìn lại khoảng thời gian này nhà xưởng khả năng đã chậm rãi không chịu đựng nổi mặc dù là quốc xí khả một cái đã vào được thì không ra được xí nghiệp giữ lại cũng xác thực không cái gì cần phải nên muốn cải cách thời điểm chung quy phải cải cách bằng không vẫn mang xuống chỉ có thể càng ngày càng kém được như vậy tin tức chi hậu lâm niệm không nói gì thêm cùng đinh hoa cùng đi gần này biên đinh phụ nhìn thấy hai người cũng không nói thêm gì chỉ là hướng về phía hai người khẽ vuốt cầm, trong nụ cười còn mang theo vài phần cây đắng. Lúc này, vẫn ở tứ nơi nhìn quanh người ra tiếng. Đinh xưởng trưởng, không phải chúng ta bỏ đá xuống giếng, chỉ là chúng ta trong tay tiền nhàn rỗi cũng có hạn, người nhà thương khố này tốt thì tốt, nhưng cũng chính là cái kho hàng mà thôi, mua lại chi hậu chúng ta còn phải sửa chữa, lớn như vậy kho hàng, ăn đi có thế chiếm được tiêu tốn thật lớn một bút vốn lưu động. Ta cảm thấy này kho hàng còn có thể, dùng để gửi hàng hóa không sai, nhưng hàng châu bên này chuyện làm ăn cũng đắt chậm rãi cất bước, như vậy, nếu như đinh xưởng trưởng đồng ý, 85 đồng tiền nhất bình như thế nào? Người bên cạnh xem hắn nhất dạng. Đinh xưởng trưởng, ta bên này nhiều lắm ra đến 88 đồng tiền, nhiều hơn nữa thực sự là ra không nổi. Ta cũng gần như cái giá này, lại một người mở miệng, 88 đồng tiền không sai biệt lắm, bất quá chỗ này quá to lớn chúng ta có thể liều mạng quay đầu lại thế thượng tường cách một cách đinh phụ cao mày đinh hoa thực sự không nhịn được đã mở miệng lúc trước không phải nói hảo một trăm khối sao như vậy ta ba mới mang các ngươi sang đây xem các ngươi làm sao lật lọng hoa tử ngươi đừng nói chuyện đinh phụ trầm thấp địa quát lớn một tiếng hóa ra là đinh xưởng trưởng nhi tử a đối diện có người cười ngươi không hiểu ngươi không biết làm ăn tiền mặt tầm quan trọng, này kho hàng 300 bình đâu, coi như 88 đồng tiền nhất bình, cũng phải 26,000 tứ 100 khối, ngươi cho rằng ở Hàng Châu ai cũng có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy sao? Lâm Niệm đứng ở một bên nghe, chậm rãi trừng mắt nhìn. Không được, các ngươi lúc trước rõ ràng đáp ứng rồi 100 khối. Đinh Hoa trong lòng bất mãn, lời nói bật thốt lên. Hoa tử, đừng nói chuyện, Đinh Phụ nổi giận nói. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, này cái. Lâm niệm yên lặng từ bên trong góc giơ tay lên, Đinh Thúc Thúc, này kho hàng 100 khối nhất bình, 300 bình là ba vạn khối chỉnh có đúng hay không? Đinh Phụ thấy mở miệng người là Lâm niệm, vẻ mặt hòa hoãn, gật gật đầu. Là. Đối diện trong mấy người có người lên tiếng. Còn mang cái hội toán sổ tiểu cô nương A, này đạo đề khả đơn giản, Học sinh tiểu học đều sẽ lâm niệm nhìn một chút đối phương, lại liếc nhìn trước mặt kho hàng, lại nhìn về phía đinh phụ. Đinh thúc thúc, 3 vạn đồng tiền thoại, này kho hàng ta muốn ba, được không? Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Chương 84 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tiểu cô nương, ngươi đang nói đùa chứ. Ba vạn đồng tiền, không phải là ba thiên. Đối diện một người trong đó nhíu chặt lông mày, thần sắc nhiễm phải một chút không thích. Lâm niệm lặng lặng mà nhìn đối phương. Ngươi có muốn không? Ngươi muốn thoại có thể cấp ngươi. Đối phương bật cười, chân mày cau lại, vừa nhìn về phía đinh phụ. Đinh xưởng trưởng, các ngươi sẽ không là liên hợp lại muốn cấp chúng ta đặt bảy ba. Đinh phụ cũng nhìn lâm niệm. Tiểu Lâm, ngươi là thật sự muốn không? Ân, ừ, Lâm Niệm gật đầu, đang muốn muốn cái kho hàng, chỉ là không tìm được thích hợp, nếu đinh thúc thúc nơi này có kho hàng, ta cũng không cần đi nơi khác tìm, vừa vặn này kho hàng ly ta nơi ở cũng không xa, thuận tiện. Nếu như vậy, giá cả liền nói đúng, ngươi lúc nào rảnh rỗi, chúng ta đi thêm cái hợp đồng. Đinh Phụ cười nói, nhìn Lâm Niệm ánh mắt mang theo vài phần ôn hòa. Đối diện mấy người nghe bên này đối thoại, lẫn nhau nhìn một chút, trao đổi ánh mắt sau như là chắc chắc cái gì, lập tức cười nói. Nếu đinh xưởng trưởng đã tìm tới muốn mua kho hàng người, chúng ta liền không nhúng tay vào, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. Nói xong, mấy người kết bạn ly khai. Bên này, đinh hoa thật giống là vẫn kìm nén một hơi tự, ở mấy người sau khi rời đi thật dài địa thở ra một ngụm lớn khí. Này mấy cá nhân thật sự tốt quá phận, bất quá ba, ngươi thật định đem kho hàng bán cho tiểu lâm A, thực sự không được thoại, chỉ có thể tách ra, 300 bình xác thực lớn hơn một ít, đinh phụ thở dài, ta vốn là muốn chính là 300 bình trực tiếp bán đi, hội đơn giản một ít, giá cả cũng có thể cấp một ít ưu đãi, không nghĩ tới bọn họ nước đã đến chân còn ép giá. Lâm niệm nghe, mờ mịt nhìn đinh phụ. Đinh thúc thúc không dự định bán kho hàng A, ta đều ở tính toán ta tiền có đủ hay không. Ngươi thật dự định muốn mua hai cha con đồng thời lên tiếng. Đúng vậy, Lâm Niệm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kho hàng, ta trước không nói láo, khoảng thời gian này xác thực dự định mua kho hàng đâu, chỉ là còn chưa kịp đi tìm, hơn nữa hoa ca ngươi mang ta tới nơi này, không phải là vì kho hàng sự sao. Nói xong, nàng nhìn về phía hai cha con, ánh mắt càng thêm mờ mịt, còn có chút đáng tiếc. Nàng đều tính toán được rồi, bản thân tồn khoản hiện tại tổng cộng là 3 vạn năm thiên, coi như lấy ra 3 vạn đồng tiền mua kho hàng, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đón lấy chuyện làm ăn. Nếu như mở ra bán, có thể bán quý một điểm, đinh thúc thúc bán cho người khác cũng có thể. Lâm Niệm tiếp tục nói, nàng kiếp trước cùng kho hàng giao thiệp với thời gian càng dài, đối kho hàng giá cả bao nhiêu hiểu rõ một điểm. Lúc này 100 khối nhất bình kho hàng không tính quá tiện nghi, nhưng cũng không tính quá đắt, tháo dỡ ra đến mỗi bình nhiều bán mấy chục đồng tiền nên không thành vấn đề. Lâm Niệm nói xong, Đinh gia hai cha con còn đang khiếp sợ ở trong. Đinh Hoa thật vất vả lấy lại tinh thần, theo bản năng mở miệng. Không phải, ta mang ngươi lại đây là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, xem chúng ta có thể hay không tập hợp một tập hợp, ta lúc trước tồn khoản mua xe vận tải chi hậu cơ bản thanh hết rồi, trong lúc nhất thời thực sự không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền, bất quá ngươi là thật sự dự định lấy ra ba vạn khối mua kho hàng, không phải vì khí trước khi đi này những người này, ngươi đúng là thật lòng cho đến lúc này hậu lâm niệm mới biết đinh hoa cùng đinh phụ đến cùng hiểu lầm cái gì nhất thời có chút dở khóc dở cười mở miệng nói đương nhiên là thật lòng nói thật ta tuần trước đi hổ thị thời điểm còn theo người muốn tới kiến tạo kho lạnh công ty điện thoại khả ta đều không có kho hàng việc này còn không biết làm sao làm đâu chính đang ra nghỉ ngơi kết quả ngươi liền đến tìm ta nàng là dự định nghỉ ngơi trước một trận lại chậm rãi đi tìm có thể bán ra kho hàng dù sao lúc này buôn bán phòng ốc tình huống rất ít muốn tìm được thích hợp kho hàng cũng không dễ dàng nàng còn sầu đâu này kho hàng nói đưa tới cửa sẽ đưa tới môn đến rồi nói tới nơi này sự tình cuối cùng cũng coi như là rõ ràng biết hiểu lầm lâm niệm đinh phụ cũng nở nụ cười lập tức cùng nàng nói đến kho hàng chuyện giao dịch tiểu lâm chúng ta đi trong xưởng ta chậm rãi cùng ngươi nói chuyện này hảo lâm niệm gật đầu theo đinh phụ hướng về trong xưởng đi cũng không lâu lắm nàng liền biết đại khái trong xưởng tình huống hai năm qua nhà xưởng chuyện làm ăn vẫn luôn không tốt lắm một cái là bên ngoài cạnh tranh càng lúc càng lớn trong xưởng trang phục sản xuất ra từ từ theo không kịp thời thượng phát triển một nhóm lại một nhóm trang phục chỉ có thể động lại ở trong kho hàng cấp trong xưởng mang đến to lớn tồn kho áp lực vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành còn có một cái chính là trong xưởng cơ khí thiết bị cũ kỹ hầu như mỗi một máy đều có một ít to to nhỏ nhỏ tật xấu cách mấy ngày phải duy tu một lần đối với sinh sản cũng mang đến rất lớn cản trở vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành hàng châu phụ cận này một mảnh mấy cái thành thị bản thân liền là lấy dệt làm chủ quốc gia mở ra chuyện làm ăn chi hậu hàng châu phụ cận nhiều hơn rất nhiều xưởng nhỏ những này xưởng nhỏ bản thân làm đều là bán lẻ có thể làm phường một nhiều làm ăn này liền lớn hơn cứ như vậy vừa đi trong xưởng chuyện làm ăn càng không tốt tại trước đây không lâu cấp trên chính thức thông báo hạ xuống bảo là muốn đem cái công xưởng này hoàn toàn cải chế nhưng cho đến bây giờ trong xưởng cũng không có thiếu tiền lương không phát các công nhân tương lai cũng là một vấn đề tiếp nhận người cũng không vui hoàn toàn tiếp cái hỗn loạn vì thế đinh phụ đuổi tới đầu sau khi thương lượng Dự định hơi hơi bán thành tiền một ít trong xưởng tài nguyên Phát xong công nhân tiền lương Lại cho một ít tiền an ủi Có thể khát mưa lối thoát Các công nhân lại đi khác mưa lối thoát Này cái kho hàng chỉ là trong đó bán ra một cái tài sản mà thôi Đương nhiên Nhà xưởng cải chế bị tiếp nhận Khẳng định còn có thể lưu lại khổng lồ tài sản Có thể bán đi bất quá là không ảnh hưởng nhà xưởng bản thân một ít biên giới tài sản Vào lúc này lâm niệm mới biết tuy rằng này nhà xưởng đã đi tới đường cùng nhưng tài sản vẫn như cũ vô cùng khổng lồ này số lượng chữ là hiện tại lâm niệm nghĩ cũng không dám nghĩ tới đúng rồi tuy rằng nhà xưởng cải chế nhưng các ngươi xe vận tải trực thuộc vẫn là có thể tạm thời rơi vào trong xưởng điểm này khẳng định là không có vấn đề còn có tiểu lâm hợp tác kinh doanh khẩu cũng có thể tiếp tục rơi vào trong xưởng quay đầu lại nếu là có vấn đề ngươi bất cứ lúc nào tìm đến ta ta đến thế ngươi giải quyết đinh phụ nói rằng cấp lâm niệm ăn một viên định tâm hoàng lâm niệm nghe lại có chút nghi hoặc không nhịn được nhìn về phía đinh hoa đinh hoa hơi khuynh thân ở nàng bên tai nói chuyện nhà xưởng cải chế ta ba cũng sẽ không hạ cương hắn là xưởng trưởng cái công xưởng này cải chế hắn còn có thể bị điều đến chỗ khác đi chỉ có điều hiện tại còn không xác định đi nơi nào mà thôi người hộ khẩu vốn là ở hàng châu ở hàng châu nội điều động so với trước kia ngươi từ nhỏ địa phương đều đi ra đơn giản có thêm lâm niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ yên lặng vỗ tay vì thế đinh thúc thúc mới là bác sắc a à, vì thế ngươi biết ta ba tại sao không gọi ta đi ra ngoài làm ăn ba đinh hoa đắc ý cười nói ta gia cũng không cầu trải qua cực kỳ tốt nhật tử liền như bây giờ làm từng bước đi quá hơi hơi so với người khác tốt một chút này là khẳng định không thành vấn đề đi ra ngoài làm ăn nguy hiểm bao lớn a quay đầu lại sẽ đem ta ba kéo xuống nước này không thể được vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành này ngược lại là lâm niệm lập tức gật đầu biểu thị tán thành nàng lúc trước không biết nhà xưởng quy mô lớn như vậy thời điểm đều cảm thấy đinh hoa nói có đạo lý lúc này càng thêm cảm thấy hắn nói có đạo lý a quần áo kiểu dáng theo không kịp cơ khí cũ kỹ hai vấn đề này nhìn qua tựa hồ rất tốt giải quyết kiểu dáng không được liền đổi thành kiểu dáng tốt, cơ khí cũ kỹ liền thay mới. Có thể nói lên đơn giản bắt tay vào làm khó, lại nói, kiểu dáng không được vấn đề cũng không có này sao dễ dàng giải quyết, làm quần áo có thể bảo chứng 5 năm 10 năm kiểu dáng mới mẻ độc đáo, không thể bảo chứng cả đời đều kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nhà máy càng lớn, gánh chịu nguy hiểm cũng càng lớn. Cơ khí cũng là, càng tốt càng tân cơ khí giá cả càng quý, này cũng phải tính toán ở trong phí tổn, huống chi hiện tại tốt nhất cơ khí đều là nước ngoài nhập khẩu không hiểu cơ khí nếu như vừa mới hơi mất tập trung mua không được tốt lại đắt nện xuống một số tiền lớn đi rồi một lúc ba người rất nhanh sẽ đến nhà xưởng bên trong đến nhà xưởng đinh phụ để đinh hoa một người ở trong xưởng cuốn mang theo lâm niệm đi gặp trong xưởng người phụ trách đại thể nói rõ ràng tình huống chi hậu rất nhanh sẽ có chương trình kho hàng giá cả là ba vạn khối ký rồi hợp đồng lâm niệm bên này đem tiền trả hết là có thể trực tiếp đi phòng quản sở đem kho hàng sang tên đến lâm niệm danh nghĩa cho tới lúc nào sang tên muốn xem lâm niệm lúc nào nắm tiền lâm niệm xác thực cũng gấp phải cái này kho hàng sớm chút sang tên nàng bên này cũng ít một chuyện lúc này biểu thị phải đi về nắm tiền đi ra văn phòng có thể nhìn thấy đinh hoa đứng cách đó không xa thấy lâm niệm đi ra vội vội vàng vàng lại đây hỏi dò tình huống Nghe nói Lâm Niệm phải về nhà nắm tiền, hắn phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Không phải, muội tử, một khoản tiền lớn như vậy, ngươi đặt ở trong nhà. Này vạn nhất. Lâm Niệm khoảng thời gian này đối thể căn cước cùng hộ khẩu bản dùng đến mỗi cái trường hợp cũng có đơn giản hiểu rõ. Nghe Đinh Hoa hỏi như vậy lập tức mục tiêu hắn ý tứ, chủ động nói. Ta khoảng thời gian này không phải nghỉ ngơi ma, đơn giản kiểm lại một chút bản thân Đông Tây, mới lấy ra, đang định tồn tiến vào ngân hàng đâu. Vậy thì hảo vậy thì hảo, Đinh Hoa thở vào nhẹ nhõm, ta đưa ngươi quá khứ ba, chờ một lúc lại mang ngươi đến, như thế một khoản tiền để ngươi đi lấy ta thực sự là không yên lòng. Lâm Niệm cũng không có ý kiến, để Đinh Hoa đưa nàng quá khứ, này vừa đến một hồi thời gian còn không mau. Đến nơi ở, Đinh Hoa vẫn còn đang dưới lầu chờ, Lâm Niệm bản thân lên lầu lấy tiền. Thực tế vẫn là từ trong kho hàng lấy ra bó cùng nhau tiền mặt để cho tiện tính toán. Nàng thu dọn tiền thời điểm hội thuận lợi mấy hảo bó cùng nhau, một bó là một nghìn đồng tiền, ba vạn vừa vặn là ba mươi bó. Nàng cầm một cái đặc biệt lớn túi vải tử chứa, sau đó cõng lấy túi xuống lầu. Chờ ở dưới lầu đinh hoa xem nàng như vậy, lúc này hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, đưa nàng đi trong xưởng thời điểm, tốc độ dưới chân nhanh chóng, chỉ lo đi chậm một chút. Lâm Niệm cổng lấy này một đại túi tiền liền bị người cướp đoạt đi rồi. Cũng may một đường đều vẫn tính thuận lợi. Đến trong xưởng chi hậu, tất cả liền ung dung. Ba vạn đồng tiền đối Lâm Niệm cùng Đinh Hoa đều là đồng tiền lớn, nhưng đối với trong xưởng tới nói nhưng không tính quá to lớn, bọn họ thao tác cũng rất quen biết luyện, tiếp nhận tiền chi hậu lập tức nhập món nợ, sau đó gọi chuyên gia đem tiền đưa đến trong ngân hàng tồn mặt khác lại phái người mang tới trong xưởng các loại chứng minh văn kiện, cùng lâm niệm cùng đi phòng quản sở sang tên. Quốc xí trong xưởng sự, phòng quản sở hiệu suất đặc biệt cao, cũng không lâu lắm sẽ làm xong tương quan thủ tục sang tên, lâm niệm cũng lấy vào tay viết kho hàng bất động sản chứng. Mở ra bất động sản chứng, bên trong viết rõ nên nơi công dụng chỉ có thể làm kho hàng hoặc là là gara, không thể làm nhà ở sử dụng. Ngoài ra, còn có một chút giáo điều cứng nhắc, từng cái liệt ở một cái sách nhỏ thường. Lâm Niệm cũng không để ý những này, dù sao bản thân nàng mua kho hàng công dụng chính là vì làm kho hàng, nơi ở thoại, nàng hiện tại ở tại với gia trên lầu cũng rất tốt, quay đầu lại coi như muốn dọn nhà, cũng không đến nổi ở tại trong kho hàng. Vấn đề duy nhất đại khái là cầm nhà thương khố này chi hậu, nàng bóp tiền lập tức xẹp xuống. Từ 3 vạn 5 ngàn khối, rơi xuống tới chỉ còn 5 ngàn khối. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Chương 85 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Quá một hồi lâu, Lâm Niệm mới đột nhiên có bản thân mua một cái kho hàng thực cảm. Hoàng hoàng chỉnh chỉnh thuộc về nàng thực thể kho hàng. Thật giống có chút bổng dáng vẻ. Trên đường trở về. Lâm Niệm đi ngang qua kho hàng, dùng chiếc chìa khóa trong tay mở ra kho hàng cửa lớn, có tới 300 bình kho hàng sau đó liền hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng ở trong kho hàng đi dạo một vòng, nghĩ chi hậu đối kho hàng cải tạo. Kho lạnh khẳng định là muốn, hàng châu bản thân cả năm nhiệt độ liền muốn so với phương Bắc cao hơn không ít, quanh năm suốt tháng, thập độ trở xuống nhật tử tịnh không nhiều, điều này cũng làm cho rất nhiều chỉ có thể ở tam tứ độ hạ bảo tồn Đông Tây, rất khó trực tiếp gửi huống chi là mùa hè. Nàng trước chuyện làm ăn lấy trứng gà làm chủ, phía sau còn dự định làm nước có ga chuyện làm ăn, không có kho lạnh, nàng tự nhiên cũng có thể gửi ở bản thân trong kho hàng. Nhưng chuyện như vậy chính nàng nơi này có thể nói quá khứ, người ngoài này bên trong liền không tốt lắm nói rồi. Hiện tại được rồi, nàng có thực tế đặt tại bên ngoài kho hàng, quay đầu lại kiến lạnh quá khố chi hậu, gửi đông tây hội thuận tiện rất nhiều, đến thời điểm nàng tiến vào đông tây chi hậu, ở bản thân trong kho hàng thả một ít sẽ ở bên ngoài thả một ít nàng chuyện làm ăn vẫn là có thể làm to hơn nữa còn sẽ không bị hoài nghi như thế vừa nghĩ thực sự là gọi nhân hài lòng làm tốt tương lai dự định lâm niệm ly mở kho khố thời điểm cả người vẫn là thật vui vẻ tuy rằng nàng tồn khoảng thiếu nhưng nàng có một cái chân thực đại kho hàng lạp đột nhiên xảy ra chuyện như vậy lâm niệm trong nháy mắt liền đến kình cũng không có ý định tiếp tục nghỉ ngơi xuống, mà là lập tức tìm địa phương cấp kiến tạo kho lạnh công ty gọi một cú điện thoại. Đối phương cấp Hổ thị nước có ga xưởng tạo quá kho lạnh, Hàng Châu Ly Hổ thị gần, nghe nói Lâm Niệm là từ nước có ga xưởng nắm điện thoại, dự định ở Hàng Châu tạo một cái kho lạnh, hầu như không có chút gì do dự đáp đáp lại đến, còn biểu thị sẽ lập tức phái người đến xem tình huống. Kết quả là xế chiều hôm đó, Lâm Niệm sẽ chờ đến nhân còn chờ đến kiến tạo kho lạnh báo giá. 300 bình kho hàng, trước kia lâm niệm dự định là sách ra trong đó một phần đến kiến tạo kho lạnh, còn lại làm phổ thông kho hàng sử dụng, nhưng dựa theo ý của đối phương, kho lạnh muốn tạo lên, tạo càng nhỏ đơn giá càng đắt giá, ngược lại là nếu như một lần tạo lớn một chút kho lạnh, giá cả hội tiện nghi một điểm. 300 mét vuông kho lạnh, tính cả gần 3 mẻ độ cao, có chừng sắp tới 900 thước vuông không gian toàn bộ kho hàng tạo hạ xuống, giá cả là 3.000 đồng tiền tả hữu, nhưng nếu như chỉ làm 200 mét vuông hoặc là là 100 mét vuông, làm ra đến giá cả cũng phải ở 2, 3.000. Đối mặt như vậy báo giá, Lâm Niệm hầu như không do dự, liền lựa chọn đem toàn bộ kho hàng đều kiến tạo thành kho lạnh. Địa phương là hơi lớn, hiện tại nàng khả năng cũng không quá có thể sử dụng không gian lớn như thế, nhưng không chừng sau đó có thể dùng đến kém cỏi nhất kém cỏi nhất tình huống chính là hoàn toàn chưa dùng tới, này quá mức quá chút niên nàng bán đi, cũng sẽ không quá thiệt thòi. Lâm niệm theo thói quen đem sự tình nghĩ đến xấu nhất, xác nhận tạo cái này kho lạnh nàng sẽ không quá lỗ vốn chi hậu, đáy lòng cuối cùng một chút do dự cũng tiêu tan. Bước đi này xác nhận hảo chi hậu, mặt sau liền không nàng chuyện gì, nàng chỉ cần giao tiền, sau đó giao ra chìa khóa, chờ chuyên gia lại đây trang kho lạnh, đến thời điểm nàng xác nhận nghiệm thu liền có thể. Phương diện này lâm niệm rất yên tâm, dù sao công ty này là cấp nước có ga xưởng làm kho lạnh, có thể cùng nước có ga xưởng liên hệ, thực lực đều sẽ không quá kém, cũng không đến nổi tạp chiêu bài nhà mình. Chiều hôm đó, lâm niệm trực tiếp ký hợp đồng, chi hậu đem tiền kỳ 1.000 đồng tiền giao cho đối phương, mặt sau tiền có thể đợi được trung hậu kỳ từng bước một cấp. Không giống kiến trúc tạo kho lạnh chu kỳ có thể sẽ có chỗ bất đồng, nhưng bản thân nhà thương khố này là đinh phụ nhà xưởng bên trong ở dùng không nói những cái khác chất lượng khẳng định qua cửa ải vì thế kho lạnh kiến tạo chỉ cần ở cơ sở này thường là một ít đơn giản cải trang liền có thể này gia tạo kho lạnh công ty cũng xác thực rất có thực lực biết được mùa hè khách hàng muốn tạo kho lạnh nhu cầu hội lớn hơn một chút một đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại ứng đối biện pháp lâm niệm cái này kho lạnh kiến tạo chu kỳ chỉ cần hơn một tuần lễ hoàn toàn có thể ở nóng nhất thiên đến trước liền đưa vào sử dụng. Đối với như vậy Chu Kỳ, lâm niệm là trăm phần trăm thỏa mãn. Bất quá cứ như vậy, cũng không lâu lắm, nàng tồn khoảng lại đắt xuống một đoạn. Đợi được kho lạnh hoàn toàn kiến hảo, nàng đắt trả giá còn lại hai nghìn khối vĩ khoản, số tiền kia lại cho ra, tương đương với nàng tồn khoảng ngạch trống đem chỉ còn dư lại hai nghìn khối chỉnh. Trở lại nơi ở, tiến vào kho hàng một lần nữa xác nhận một lần chi hậu, nàng ánh mắt không nhịn được nhìn về phía một bên chuyên môn thả tiền tiêu vặt bồn bên trong khoảng thời gian này nàng hướng về cái này bồn bên trong ném không ít tiền tiêu vặt cẩn thận đếm xem thoại đại khái cũng có thể mấy ra cái thiên 800 khối nhìn một lúc nàng thu hồi ánh mắt vẫn là quên đi chuyên môn móc bản thân trong túi tiền tiền thực sự không cái gì tiền đồ đòi tiền vẫn phải là từ bên ngoài tìm chỉ có ở bên ngoài đầu kiếm tiền nàng trong túi tiền tiền mới có thể càng ngày càng nhiều đi ra kho hàng chi hậu nàng liếc nhìn treo trên tường lịch ngày ngày hôm nay là thứ sáu ngày mai ngày mốt thứ bảy chủ nhật cũng phải đi làm nàng chỉ có mỗi chu nhất thời điểm mới hội cả ngày nhàn rỗi thời gian nước có ga chuyện làm ăn xác thực có thể làm nhưng làm thế nào từ đâu cái phương hướng bắt đầu bắt tay là hiện tại cần cân nhắc vấn đề bất quá hôm nay là không kịp nàng giơ tay liếc nhìn thời gian đơn giản nhìn quanh một hồi trong phòng tình huống xác nhận không thành vấn đề chi hậu khóa cửa đi làm. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành ta, không được, nóng quá, làm sao sẽ như vậy nhiệt, ta muốn ăn kem. Khí trời ngươi liền gọi nhiệt A, này còn chưa tới lúc nóng nhất đâu. Chính là nhiệt A, vừa buồn chán vừa nóng, lại nhiệt thoại, cũng không biết phải làm sao, bên ngoài trong tiểu điếm bắt đầu bán kem sao. Nên có ba. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi mua mấy cây đường trắng kem người nói chuyện lặng lẽ ở phía sau trù bên trong đi, hỏi dò người khác có muốn hay không mua kem, muốn thoại liền đồng thời ban bận biểu mang đến. Lúc này bếp sau vẫn không tính là quá bận, đại gia tình cờ khai quân nhân đào ngủ cũng sẽ không bị nói cái gì, càng hà huống thiên khí như thế nhiệt, ăn chút lương ép, ép ép một chút trong lòng táo ý, làm việc cũng có thể thoải mái một chút. Lâm Niệm cũng theo muốn một cái đường trắng kem, thuận lợi đem tiền đưa tới. Lúc này đường trắng kem một chi một mau tiền, đậu đỏ kem quý một điểm muốn hai mau tiền một cái trong nhà càng có tiền một điểm liền mua bơ kem năm mau tiền một cái nhưng ăn lên xác thực so với đường trắng kem cùng đậu đỏ kem càng ngọt càng hương cũng không lâu lắm đi ra ngoài người ôm một đại túi kem trở về mua kem người đều cầm thuộc về bản thân kem lâm niệm nắm bắt đường trắng kem côn xé ra bên ngoài một tầng giấy ngậm trong miệng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng liền cảm nhận được đường trắng cảm giác mát mẻ ở như vậy khí trời ăn kem, thậm chí có một loại thoải mái đến cùng bì tê dại cảm giác. Không chỉ là nàng, bếp sau những người còn lại ở ăn kem chi hậu, cũng đều có một loại sống lại cảm giác. Thật là thoải mái. Đúng đấy, quá thoải mái, như vậy trời nóng khí, coi như lại không nở, cũng phải lấy chút tiền đi ra mua kem, liền thích ăn này một cái, không còn so với này càng thoải mái. Ta vẫn không nở bỏ, không có mua kem một người trong đó nói rằng, bây giờ thiên khí vẫn không tính là quá nóng, chờ lại nhiệt một điểm, có thể tình cờ mua hai cái ha ha. Ngươi cũng quá tiết kiệm, chúng ta kiếm tiền, không phải là vì hoa sao, hơn nữa tỉnh này một mau hai mau, thực sự cũng không cái gì cần phải, ta coi như một tháng đều ăn, cũng là hoa ba đồng tiền, đương nhiên, bơ kem không được, quá đắt. Lời này vừa ra, bếp sau nhất thời tiếng cười một mảnh. Lâm niệm cũng không nhịn được nở nụ cười bất quá nàng trong tay kem ăn được một nửa đằng trước thì có tờ khai lại đây đang muốn làm việc thời điểm nàng mấy cái liền đem trong tay kem toàn cắn sau đó cấp tốc đi tới bên cạnh cái ao rửa tay giặt xong bước nhanh lại đây làm việc ngươi không lạnh sao ngụy nhất lượng trong tay cũng nắm bắt một cái kem thấy lâm niệm này một hơi động tác theo bản năng rùng mình một cái lâm niệm chỉ chỉ bản thân nhô lên miệng quay đầu qua nhanh chóng ha hai cái đem ngậm trong miệng hơi lạnh tản đi một ít không thể không nói này kem ăn phía trước hai cái thời điểm xác thực thoải mái nhưng một hơi cắn vào trong miệng vẫn còn có chút quá nàng thậm chí có một loại bản thân quai hàm ban tử đều phải bị đông cứng cảm giác nhưng cảm giác quy cảm giác làm việc không thể kéo xuống sợ hàm răng lạnh nàng không dám một hơi đem trong miệng kem toàn cắn đi chỉ có thể vẫn cổ quai hàm ban tử làm việc đợi được hoặc làm xong nàng trong miệng kem cũng hầu như đều hòa tan thậm chí này từng tia một cảm giác cứng ngắc cũng toàn bộ tiêu tan vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành quay đầu nhìn lại ngụy nhất lượng đang cùng người bên cạnh nói lâm niệm sự mang theo hắn người bên cạnh cũng không nhịn được nhìn về phía lâm niệm sau đó yên lặng giơ ngón tay cái lên biểu thị kính nể lâm niệm cười một tiếng rõ ràng chỉ là việc nhỏ nhưng tổng có thể được đặc biệt tặng lại để nàng tâm tình cũng so với trước khá hơn một chút ngày này công tác viên mãn sau khi hoàn thành nàng tan tầm hướng về ngô lão sư trong nhà đi đến đi ngang qua tiểu điếm thời điểm còn cố ý đi vào mua hai chi bơ kem muốn lúc ra cửa nàng liếc nhìn trong tay bơ kem quay đầu lại lại mua một chi trời nóng nực bơ kem hòa tan nhanh bất quá đối với lâm niệm đúng là không có ảnh hưởng gì mới vừa đi ra tiểu điếm nàng liền dựa vào hắc ám đem bơ kem phóng tới trong kho hàng đi thẳng đến ngô lão sư cửa nhà thời điểm mới lấy ra lớn tuổi bình thường là ăn không ngon băng lâm niệm cũng không có ý định vẫn mua chỉ là ngày hôm nay đúng dịp nàng mới thuận lợi mua mấy cây dù sao ngô lão sư bọn họ tuổi cùng tình huống bản thân là chắc chắn sẽ không đi mua bơ kem ngươi xài như thế nào như thế nhiều tiền ta lớn tuổi như vậy ăn cái gì kem chính ngươi ăn đi ta cũng không tốt cái này ta không ăn ngươi liền cấp ngô lão sư ăn đi hai vị lão nhân trước sau nói rằng. Lâm Niệm thuận thế đem bơ kem lấy hết ra, cười nói. Biết các ngươi muốn nói như vậy, vì thế ta ngày hôm nay cố ý mua ba cái. Đưa tay trong lúc đó, ba cái bơ kem chỉnh tề bày ra ở trên bàn. Lâm Niệm còn chủ động đi nhà bếp cầm ba cái sạch sẽ bát. Bơ kem sát thực lương, bây giờ sắc trời hơi trễ, ăn quá lương không tốt, trước đặt ở trong bát dung một dung, chờ không này sao lương thời điểm, lại dùng cái mui yểu ăn mùi vị cũng không sai nói xong nàng không chỉ có đem hai vị lão nhân bơ kem đặt ở trong bát còn đem bản thân bơ kem cũng mở ra đặt ở trong bát ba cái bát chỉnh tề địa bày ra ở trên bàn quả nhiên thấy nàng làm như vậy hảo hai vị lão nhân đều không nói lời nào lúc này trời nóng nực bơ kem hòa tan cũng nhanh đặt ở trong bát cũng không lâu lắm thì có muốn dấu hiệu hòa tan vừa hòa tan bơ kem còn mang theo hơi lạnh lẽo, nhưng tịnh không phải rất kích thích này loại, thật giống như là ở ăn một đạo mang mát điểm tâm ngọt. Ba người đều không có nắm cái mui, mà là cầm bơ kem bản thân gậy, từng điểm từng điểm đào ăn. Tuy rằng hai vị lão nhân đều không nói gì, nhưng lâm niệm có thể thấy được bọn họ đều là cao hứng, là từ đáy lòng tỏa ra cao hứng. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành nhất định muốn nói thoại, vui vẻ như vậy tự bơ kem nhất dạng là ngọt. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86. Chương 86. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Học xong về nơi ở thời điểm, Lâm Niệm cũng cấp với thúc với thẩm dẫn theo bơ kem. Ở nàng xem ra, mặc kệ là với thúc với thẩm, vẫn là hai vị lão sư, ở nàng trong lòng đều giống nhau trọng yếu vì thế này bơ kem tự nhiên cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh phải có đại gia cũng phải có tiểu lâm mau tới ngươi có thể coi là trở về ta cùng ngươi nói ta hai đứa con trai cấp chúng ta lão hai cái mua một con tủ lạnh nói là trời nóng nực đông tây dễ dàng xấu gọi chúng ta thả trong tủ lạnh cất giấu với thẩm cười ha hả cùng lâm niệm chào hỏi mang theo nàng đến xem tủ lạnh kỳ thực chúng ta cũng không cần dùng tủ lạnh này chợ bán thức ăn tại bên cạnh chúng ta hai người ăn bao nhiêu cũng có số lượng, nơi nào sẽ mua hơn nhiều, bất quá trời nóng nực, mua điểm kem bày đặt. Cũng hảo, lúc xế chiều gọi ngươi với thúc đi phê một chút kem lại đây, khẩu vị còn rất nhiều, ngươi chọn hai cái. Này một chuỗi dài, với thẩm một hơi đều nói xong, hoàn toàn không có cấp lâm niệm cơ hội nói chuyện. Mà lâm niệm, vẫn ở chỗ thẩm nói xong chi hậu, mới giơ tay lên, lộ ra vẫn sách ở trong tay bơ kem. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, đồng thời không nhịn được cười ra tiếng. "Cấp chúng ta mua." Với thẩm cười nói, tiếp nhận Lâm Niệm trong tay kem. "Ân, buổi chiều ở trong tiệm cơm cũng ăn." Lâm Niệm thấp giọng nói. "Ngươi ghi nhớ chúng ta, chúng ta liền cao hứng." Với thẩm nói, bắt chuyện với Thúc đi ra ăn kem, ở chỗ Thúc mở miệng trước, còn cố ý nói ra là Lâm Niệm mua được. Với Thúc sững sờ, rất nhanh rõ ràng với thẩm ý tứ, trên mặt tươi cười, không nói những khác, trực tiếp nhận kem quá khứ. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lâm niệm còn nói lúc trước cùng lão sư nói này chút, với thúc với thẩm tuổi nhỏ hơn một ít, nhưng hiện tại đại buổi tối, xác thực cũng không quá thích hợp ăn đặc biệt băng. Chờ đợi kem hòa tan thời điểm, lâm niệm nhìn về phía đặt ở trong phòng tủ lạnh. Với thẩm, kỳ thực có một việc bán lẻ, hay là tương đối thích hợp người ở nhà làm nếu như không phải với thẩm trong nhà có tủ lạnh nàng đại khái sẽ không nhấc lên chuyện này nhưng đã có tủ lạnh sự tình liền dễ nói ân ngươi nói với thẩm tràn đầy phấn khởi mà nhìn nàng khoảng thời gian này lâm niệm không có đi thu trứng gà với thẩm cũng không có sát trứng gà thu vào nàng trong lòng đối này đã sớm chuẩn bị xuất hiện tình huống như vậy nàng cũng không thèm để ý nhưng trước mắt có tân chuyện làm ăn cơ hội nàng vẫn còn có chút dược dược muốn thử ý nghĩ lâm niệm thấy ở thẩm cảm thấy hứng thú đơn giản đem bản thân trước đi hổ thị mua nước có ga sự nói ra nàng tuần trước lúc trở lại kỳ thực dẫn theo chút nước có ga nhưng này thời điểm nàng đã nghĩ kỹ muốn nghỉ ngơi cuối cùng vẫn là đem nước có ga bao quát không dũng đều chuyển tới trong kho hàng tồn phía sau cũng không lấy ra vào lúc này cùng với thẩm nói chuyện chỉ nói nàng sợ nước có ga biến chất tạm thời đem nước có ga tồn tại chỗ khác thuận tiện đem nàng vừa mua một cái kho hàng chính đang lắp đặt kho lạnh sự nói ra lúc trước lâm niệm làm chuyện làm ăn nhiều lại mỗi ngày bận rộn với thẩm có thể đoán được nàng ở kiếm tiền nhưng tịnh không rõ ràng nàng đến cùng kiếm lời bao nhiêu vào lúc này nghe nói nàng mua một cái kho hàng càng nhiều chính là lo lắng sợ nàng tiền nện ở nơi này đầu nghe nói nàng đã nghĩ kỹ sau đó phải làm thế nào trong lòng thanh tĩnh lại thật không có ý tưởng khác vô hạn hảo văn đều ở Tấn Giang Văn Học Thành trực tiếp từ nước có ga trong xưởng mua nước có ga tiện nghi, nhưng đều là dũng trang, Lâm Niệm nói, vừa nhìn về phía với da trong phòng tủ lạnh, trước mắt trời nóng nực, với thẩm trong nhà có tủ lạnh, nhàn hạ thời điểm có thể băng một ít khối băng, quay đầu lại đem khối băng lấy ra, dùng sạch sẽ dũng mặt lên, lại cùng nước có ga dũng đặt ở cùng một chỗ, một mặt có thể để cho nước có ga lương một điểm, càng dễ dàng bán, mặt khác cũng không dễ dàng xấu. Dũng trang nước có ga một dũng là 200 thăng, 40 đồng tiền một dũng. Nếu như chuyên môn chọn một 250 ml cái chén trang nước có ga, tổng cộng có thể trang 800 chén nước có ga. Hiện tại trên thị trường nước có ga giá cả diệt trừ chiếc lọ, đại khái là 3 mau tiền 600 ml, nàng bên này 3 mau tiền 750 ml, so với trong cửa hàng bán nước có ga muốn càng tiện nghi một ít, mua người nên có. Lâm niệm đơn giản cùng với thẩm tính toán một chút đại thể tình huống lại tiếp tục nói. Đến thời điểm với Thẩm cũng không dùng ra đi chạy, tại cửa chi một cái vẻ bề ngoài, nơi này cách nhà ga gần, tới tới đi đi rất nhiều người, tìm căn cây gậy đâm một tờ giấy, mặt trên viết đến giá cả là có thể, với Thẩm mỗi bán ra một dũng nước có ga, ta cấp ngươi 5 đồng tiền, được không? Với Thẩm nguyên bản vẫn nghiêm mặt chăm chú nghe Lâm Niệm nói chuyện, nghe đến đó đã cười nở hoa. "Hành a, làm sao không được?" ta liền ở ngay đây ngồi còn có thể kiếm tiền, còn có chuyện gì so với này càng hành, việc này liền bao ở ta trên người. Năm đồng tiền giá cả là lâm niệm cẩn thận tính toán, dựa theo một dũng nước có ga bán 800 cá nhân tính toán, tương đương với mỗi bán ra hai chén nước có ga, là có thể kiếm lời một phân tiền, cái giá này không tính quá cao, nếu như là bản thân làm ăn, nhất định có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Nhưng nước có ga bản thân liền đặc biệt trùng, nàng đại xe vận tải mỗi đi một chuyến, chỉ có thể kéo 10 dũng trở về, nếu là không có những khác thu vào, đi hổ thị qua lại một chuyến chỉ là du tiền liền muốn không ít, nước có ga lợi nhuận thấp, thành phẩm háo ở trên đường thực sự không có lời, bình thường tiểu điếm nhập hàng chủ yếu cũng sẽ chọn dùng gần đây nguyên tắc, kiếm lời một điểm hơi mỏng lợi nhuận. Mà với thẩm gia vị trí này, lại như nàng nói, kỳ thực coi như không tệ, tứ thông tám đạt, đằng trước rất nhiều nhà ga đến cũng có thể sẽ đi tới. Bất quá nàng cũng chỉ là thử nghiệm, quay đầu lại lượng tiêu thụ đến cùng như thế nào nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Với thẩm trong nhà tủ lạnh là sẵn có, 250ml cái chén cũng không khó tìm. Với thuốc này biên cũng dự đoán tìm khối sạch sẽ giấy các tông viết chữ, chống đỡ giấy các tông cây gậy cũng dễ tìm, dùng trúc tử liền thành, đem trúc tử bổ ra, mang theo giấy các tông, lại dùng thanh sắc mỏng trói một trói, bảo quản sẽ không bóc ra. Còn có bảo ôm chăn bông, nó chủ yếu là cái ở bên ngoài đầu, cũng không hội cùng nước có ga tiếp xúc, cũng sẽ không cùng khối băng tiếp xúc. Lâm niệm vốn là tưởng nắm bản thân chăn bông, với thẩm lại nói nàng trong nhà chăn bông nhiều chính là, quay đầu lại tùy ý chọn một giường đi ra liền thành. Những này việc vặt đều giải quyết, lâm niệm ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cưỡi xe ba bánh đi ra ngoài, vận nước có ga. Lúc trở lại, nàng nhìn thấy cửa nhà xếp đặt một cái rất lớn sạch sẽ một khuôn khung cấp trên còn có có thể khép mở cửa nhỏ quay đầu lại có thể chuyên môn xuyên thấu qua cái này cửa nhỏ từ giữa đầu lấy nước có ga cứ như vậy chăn bông vừa có thể đưa đến bảo ông tác dụng cũng triệt để sẽ không cùng bên trong nước có ga tiếp xúc có thể bảo chứng nước có ga sạch sẽ cũng sẽ không làm bẩn chăn bông lâm niệm đem mới vừa chở tới đây nước có ga bỏ vào khung bên trong lại ban với thẩm thao tác một lúc đại khái là sáng sớm thiên còn không nóng, nước có ga chuyện làm ăn không tính cực kỳ tốt, nhưng xác thực cũng có người hướng về phía một mau tiền một chén nước có ga lại đây, xác nhận nơi này giá cả so với mua bình trang tiện nghi chi hậu, thử mua một chén nếm thử. Làm ăn này vừa cất bước, lâm niệm vốn định ở thêm một lúc, nhưng nàng sáng sớm xác thực còn phải đi làm, đợi được không sai biệt lắm phải đi làm điểm, nàng bất đắc dĩ ly khai. Sáng sớm 10 giờ khi đến ngọ hai điểm, khoảng thời gian này là nàng đi làm điểm, cũng là khí trời đặc biệt nhiệt thời điểm, bởi vì ghi nhớ nước có ga chuyện làm ăn sự, nàng nhất trung ngọ đều có chút tâm thần hoảng hốt. Đến hai điểm tan tầm lúc nghỉ ngơi, nàng vội vội vàng vàng chạy về với gia, nhưng không có ở chỗ gia dưới lầu nhìn thấy với thẩm, chỉ thấy được một dân, cá nhân đang bận biệu với thúc. Với thúc thấy nàng lại đây, không đợi nàng nói chuyện liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cười chỉ vào một hướng khác. Các nàng đi nhà ga bên ngoài, ngươi đi xem xem ba. Các nàng. Lâm Niệm mang theo hiếu kỳ, đến nhà ga, quả thực nhìn thấy nàng suy đoán người. Ngoại trừ với thẩm ở ngoài, còn có viên hoa quế. Kỳ thực nàng lúc trước cũng nghĩ tới gọi viên hoa quế ban bận biệu, nhưng tủ lạnh là với thẩm trong nhà, do nàng đi gọi viên hoa quế hiển nhiên không thích hợp. Hơn nữa nước có ga chuyện làm ăn cùng sát trứng gà không giống nhau, nước có ga chuyện làm ăn đơn giản, với thẩm tìm với thuốc phối hợp cũng có thể, không cần thiết nhất định muốn tìm viên hoa quế. Nhưng nàng hãy tìm, ở hoàn toàn không cần thiết mang tới viên hoa quế tình huống, mang tới viên hoa quế cùng làm việc kiếm tiền. Hai giờ chiều vẫn là ở trời nóng nực thời điểm, lúc này chuyện làm ăn vẫn như cũ rất tốt, đặc biệt với thẩm đang bán nước có ga còn mang theo hơi lạnh lẽo cảm. Một mau tiền một chén nước có ga, đối tuyệt đại đa số người tới nói đều rất tiện nghi, điều này cũng tương đương với mua một cái đường trắng kem, nhưng người sau ăn xong còn có thể muốn uống chút gì không, nước có ga uống xong, tuy rằng cũng sẽ khác, nhưng này trong nháy mắt thoải mái cảm, cùng kem là không giống nhau. Nàng nhìn quanh tứ chu, nhìn thấy ở trong góc ngồi lưu cương, này hàng đơn vị trí vừa vặn râm mát, thả hắn cùng viên hoa quế mẹ con, đều là lẫn nhau vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, khoảng cách như vậy, có thể rất tốt mà động viên lưu cương không đến đổi gọi hắn sản sinh nôn nóng cảm. Nàng vừa nhìn về phía với thẩm cùng viên hoa quế, chú ý các nàng động tác, nhận ra được bản thân trước không có chú ý vấn đề. Nếu như đi mua nước có ga, mặc kệ ở nơi nào, mở ra sau quay về bình uống là có thể, nhưng bọn họ như vậy bán dũng trang nước có ga, căn bản cũng không có lọ chứa, muốn uống nước có ga chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tự mang, hoặc là trực tiếp dùng người khác dùng qua lúc này đại đa số người ra ngoài đều sẽ tự mang cái chén, nhưng mua nước có ga người tuyệt đại đa số nhưng là thuộc về không có mang cái chén này một nhóm, chính là bởi vì khát nước, vì thế bọn họ mới sẽ cam lòng dùng tiền mua nước có ga uống. Vào lúc này với thẩm cùng viên hoa quế trước mặt, ngoại trừ dũng trang nước có ga ở ngoài, bên cạnh còn có một cái thùng lớn, bên trong bày đặt nước sạch cùng mấy cái bát. Nếu như có người muốn mua nước có ga nhưng không có cái chén, với thẩm hội từ bên trong thùng yểu ra mãn mãn một chén nước có ga, sau đó ngã vào sạch sẽ trong bát, chi hậu khách mời uống xong, bát đưa cho viên hoa quế, lại do viên hoa quế rửa sạch sẽ, lau khô sau để cho cái kế tiếp không có mang cái chén khách mời dùng. Như vậy một phen quy trình hạ xuống, tuy rằng phiền phức một chút, nhưng lại có thể lưu lại này chút vội vàng bận biệu đi tới khách mời. Còn có chút xác thực lại khác lại nhiệt, uống xong một bát còn hiềm không đủ, hội lại hoa một mau tiền mua chén thứ hai rầm rầm một hơi uống hết sạch chi hậu đánh khí cách thỏa mãn trời đi tự mang cái chén liền đơn giản mở ra uống xong thủy cái chén dội lên một chén đồ uống ninh thượng cái tử coi như chốc lát nữa lấy ra uống này cũng là hơi lạnh ở như vậy khí trời uống thực sự là lại thoải mái bất quá với thẩm hoa quế tẩu lâm niệm đến gần cùng hai người chào hỏi ai u tiểu lâm ngươi tới thật đúng lúc ta đang định đi tìm ngươi đâu, với thẩm liền vội vàng nói, ngươi này bên trong còn có nước có ga sao? Ta xem này nước có ga lại bán lập tức gần đủ rồi, buổi chiều chính là nhiệt thời điểm, ta cảm thấy chờ một lúc khẳng định còn có thể nhiều bán điểm, không ngừng trong nhà ga đâu, trụ chung quanh đây người cũng chạy tới mua, khả bận biệu. Nói thì nói như thế, với thẩm trên mặt nhưng mang theo nụ cười, nghĩ đến là ngọt ngào buồn phiền. Lâm niệm bật cười diêu nần, gật gật đầu. Có là có, bất quá còn nhiều hơn thiếu. Với thẩm cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu dựng thẳng lên hai ngón tay. Trở lại hai dũng ba, gọi ngươi với thúc nắm khối băng dựa vào, biệt thả hỏng rồi, liền thả chúng ta trong phòng, quay đầu lại nơi này bán gần đủ rồi, ta cùng hoa quế trở lại nắm. Hành, Lâm Niệm không có ý kiến, phải đi thời điểm suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại, chờ một lúc ta xe ba bánh liền không khóa. Với Thẩm cùng Hoa Quế tẩu trực tiếp kỵ xe ba bánh đem nước có ga chở tới đây ba, không chỉ là vận nước có ga, ta lúc làm việc không cần xe ba bánh, các ngươi cũng có thể cưỡi xe ba bánh bán, như vậy hội thuận tiện chút. Vẫn là Tiểu Lâm ngươi nghĩ tới Chu Đáo, này chúng ta liền không khách khí, với Thẩm cười nói, hơi tập hợp hướng Lâm niệm, ta cùng Hoa Quế nói xong rồi, ta kiếm lời 10 đồng tiền liền phân nàng năm khối, như bây giờ thức, một ngày coi như chỉ bán hai dũng nước có ga, này chúng ta hai một người cũng có năm khối đâu, một tháng đắt có 150 khối, cùng sát trứng gà kiếm lời gần đủ rồi, hơn nữa còn ở nhà cửa, thật thoải mái, so với đi làm việc thoải mái. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lâm niệm nhìn ra với thẩm là thật sự cao hứng, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười gật đầu. Này ta đi kéo nước có ga. Nói là đi ra ngoài kéo nước có ga, thực tế vẫn như cũ là cưỡi xe ba bánh ở bên ngoài đầu cuốn một vòng, lúc trở lại lại từ bản thân trong kho hàng đem nước có ga đằng đi ra mà thôi. Lúc trước nàng đi hổ thị tổng cộng liền lôi 10 dũng nước có ga trở về, nếu như ngày đó liền có thể bán ra 3 dũng nước có ga, 10 dũng nước có ga tuyệt đối không đủ một tuần bán. Bất quá hôm nay lượng tiêu thụ hảo, cùng ngày hôm nay là thứ bảy cũng có chút quan hệ, đợi được thời gian làm việc, nước có ga lượng tiêu thụ có thể sẽ thiếu một chút, nhưng coi như lại kém, bán cái một hai dũng nên không thành vấn đề. Trước mắt với thẩm trong nhà thì có tủ lạnh, băng thượng một ít khối băng chuyên môn dùng cho tồn trữ nước có ga, có thể bảo một bảo nước có ga khẩu vị, chờ quay đầu lại nàng kho lạnh tạo hảo, coi như cùng ngày bán không xong nước có ga cũng có thể tồn tại trong kho lạnh, càng không cần lo lắng nước có ga tồn trữ vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất là nàng muốn làm sao làm hết sức một lần kéo về càng nhiều nước có ga. Được côn vớt bằng TTV Translate Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Chương 87 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bán xong, đều bán sạch, này nước có ga chuyện làm ăn có thể làm A, à, buổi tối vừa về tới gia, với thẩm liền lôi kéo lâm niệm tràn đầy phấn khởi nói chuyện. Với thẩm cùng viên hoa quế đều không có công tác, có thể có suốt cả ngày tiền lời nước có ga, các nàng cùng đổng phúc ni lại không quá nhất dạng, Người sau là bản thân chủ động đi ra, mà các nàng hai là bởi vì các loại nguyên nhân, không có cách nào đi làm. Với thẩm một mặt lớn tuổi, mặt khác nàng trong nhà hai đứa bé đều dài đại thành nhân, thỉnh thoảng hội có tiền lấy tới, cũng không nỡ lòng bỏ nàng mệt nhọc. Cho tới viên hoa quế càng không cần phải nói, nơi bình thường tuyệt đối sẽ không đồng ý chưa một cái công nhân, còn tiện thể một cái bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề đứa nhỏ, cũng là trước sát trứng gà còn có lúc này bán nước có ga, có thể làm cho các nàng thời gian càng tự tại, vạn nhất có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào xử lý, không cần lo lắng bởi vậy làm lỡ công tác. Tam dũng nước có ga đều bán sạch. Kỳ thực lời này cũng không cần hỏi dò, nhưng lâm niệm vẫn là mở miệng hỏi. Quả thực, nàng này vừa hỏi, mặc kệ là với thẩm vẫn là viên hoa quế, trên mặt đều dẫn theo nụ cười, thậm chí liền ngay cả ngồi ở một bên lưu cương, cũng nở nụ cười không phải là bán sạch khí trời không phải nhiệt sao hơn nữa bọn họ đều quên đi ở chúng ta nơi này hoa ba mau tiền mua ba chén nước có ga có thể so với ở trong cửa hàng mua nước có ga có lời có thêm với thẩm ngồi thẳng thân mới vừa trở về trước đều bán xong còn có người nói muốn muốn đâu ta cảm thấy không được này đại buổi tối coi như trong nhà có này cũng không thể lại mở một dũng này bán không xong đắc đợi được minh thiên đâu đến thời điểm nước có ga mùi vị thay đổi chúng ta còn bán cho ai nha? Ở làm ăn khối này, với thẩm cũng là rất có ý nghĩ. Nàng nhìn về phía lâm niệm. Tiểu lâm, quay đầu lại chờ ngươi này cái cái gì kho lạnh tạo hảo, chúng ta một ngày cũng không bán nhiều, ta nghĩ đến, thời gian làm việc ở nhà ga bên cạnh thoại, một ngày hai dũng liền được rồi, không cần quá nhiều. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành một bên viên hoa quế gật đầu liên tục. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành lâm niệm cũng cười gật đầu hành không thành vấn đề này quay đầu lại thời gian làm việc cứ dựa theo một ngày hai dũng tính toán lúc này thật nhiều nhà xưởng bao quát một ít đơn vị một tuần đều là nghỉ ngơi một ngày nhưng khả năng thời gian nghỉ ngơi không giống nhau lắm dù sao thứ bảy chủ nhật mặc kệ là nhà ga bên cạnh dòng người lượng vẫn là chỗ khác dòng người lượng đều sẽ so với chu nhất đến thứ sáu cao một chút tốt như vậy, với thẩm nói, đưa cho Lâm Niệm một cái tiền, tiểu Lâm, đây là ngày hôm nay tiền kiếm được, chính là có linh có chỉnh, ta cấp ngươi mấy quá, ngày hôm nay bán ra này tam dũng, kiếm lời đại khái có thêm mấy mau. Tuy rằng mỗi lần trang nước có ga dùng đều là đồng dạng cái chén, nhưng cái chén thịnh đi ra có lúc vẫn sẽ có ít một chút tình huống, tích thiểu thành đa, sẽ so với bình thường chỉnh dũng tính toán giá cả thêm ra mấy mau đến. Lâm Niệm trực tiếp từ cái này tiền bên trong mấy ra 15 đồng tiền, tính toán ngày hôm nay bán nước có ga thu vào, càng làm một sấp tiền cao nhất thượng tiền lẻ đặt ở bản thân đem ra plastic trong rương, đẩy lên với thẩm trước mặt. Tuy rằng một mau hai mau, đại đa số người đều sẽ trực tiếp bỏ tiền, nhưng cũng có yêu cầu tìm linh thời điểm, quay đầu lại tìm linh thu món nợ hay dùng cái cái rương này, không phải vậy với thẩm cùng hoa quế tẩu còn muốn từ bản thân trong túi tiền đào tiền lẻ để đổi, không tiện. Lâm Niệm nói chuyện, đem 15 đồng tiền cũng cùng phóng tới với thẩm trong tay. Với thẩm cười gật đầu đáp ứng, ngay ở trước mặt Lâm Niệm mặt ở plastic trong rương dùng một đồng tiền thay đổi hai tấm năm mau, 15 đồng tiền chia làm hai nửa, một nửa cấp chính nàng, còn có một nửa cấp viên hoa quế. Viên hoa quế theo bản năng nhìn về phía Lâm Niệm. Lâm Niệm hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Nước có ra chuyện làm ăn xem như là ta, cũng coi như là với thẩm, là với thẩm đồng ý mang theo ngươi. Dù sao ở như vậy mùa, nếu như không có tủ lạnh, không có khối băng, nước có ga chuyện làm ăn có thế tính là bẻ đi một nửa. Viên hoa quế viền mắt ửng đỏ, cúi đầu. Cảm tạ, cảm tạ các ngươi. Với thẩm vỗ vỗ nàng kiên, cười khẽ. Cảm ơn cái gì, ngươi lại không phải không làm việc, nếu là không có ngươi ban bận biệu, ta một người khả muốn mệt muốn chết rồi, là ta đắc cảm tạ ngươi đồng ý ban ta khó khăn mới là. Nàng tiếng nói hạ xuống, liền nghe đến viên hoa quế trầm thấp khóc nức nở thanh. Với thẩm muốn tiếp tục cười an ủi, há miệng nhưng cũng không nói gì ra khẩu, chỉ có đồng dạng, từ từ hồng lên viền mắt. Thấy hai người như vậy, lâm niệm ngồi ở một bên không nói gì. Với thúc cũng giống như vậy, hắn đồng dạng là trầm mặt ít lời, vào lúc này cũng vẫn còn đang làm chính hắn sự, thật giống tình huống ở bên này đối hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Tiền đề là nếu như quên hắn từ từ chậm chậm động tác, cùng càng thêm buông xuống đầu thoại. Hồi lâu sau, Lâm Niệm mở miệng. "Với thẩm, Minh Thiên hay là muốn tam dũng sao? Nếu như nhất định phải thoại, ta sáng sớm ngày mai trực tiếp đi chở tới đây, còn có ngày kia hai dũng, ngày kia vừa vặn chu nhất, ta muốn đi ra ngoài, đến thời điểm ta sáng sớm dậy sớm một ít, trước đi đem nước có ga vận đến." có thể, với thẩm dơ tay, xoa xoa một chút ướt ác viền mắt, tiểu lâm, muốn phiền phức ngươi, trước mắt trời nóng nực, này nước có ga cũng không cũng may trong phòng tồn một buổi tối, còn muốn ngươi mỗi ngày một sáng sớm đi ra ngoài kéo hàng. Không có chuyện gì, ta đi kéo hàng rất dễ dàng, chủ yếu là với thẩm các ngươi bán nước có ga lui một ít. Lâm niệm mỉm cười, này cọc chuyện làm ăn chủ yếu vẫn là với thẩm cùng viên hoa quế ở làm, công lao vẫn là ở trên người hai người với thẩm nghe được nàng thoại, trực tiếp cười. Đại gia đều khổ cực, liền không muốn lẫn nhau chối từ, tiểu lâm ngươi đồng ý cấp ta cơ hội kiếm tiền, chúng ta trong đầu cao hứng, ta liền tình nguyện khoa ngươi, ngươi thực sự là đặc biệt người tốt. Lâm niệm cũng gật đầu. Hành, này chúng ta liền không khoa, ngày hôm nay chúng ta liền cho tới nơi này, đều nghỉ ngơi đi, sau đó phỏng chừng mỗi ngày cũng phải bận biệu, có chuyện gì cũng không vội vào lúc này nói xong lần này các nàng là ở chỗ thẩm trong nhà tán gẫu sau khi nói xong lâm niệm cùng viên hoa quế trước sau ly khai đơn giản viên quế hoa gia ở đây cũng không xa này đại buổi tối không cần lo lắng quá nguy hiểm lâm niệm sau khi lên lầu tịnh không có kiểm kê tiền trong tay một dũng nước có ga có thể kiếm lời bao nhiêu tiền ở nàng nơi này đều là hiếm có dù sao thành phẩm đặt tại này bên trong nếu như biến mất xe vận tải qua lại du tiền thoại một dũng nước có ga lợi nhuận là 35 đồng tiền, bán 3 dũng nước có ga nàng có thể kiếm lời 105 khối. Bây giờ thiên khí vẫn không tính là quá nóng, chờ lại nhiệt một điểm, nhà ga phụ cận nước có ga chuyện làm ăn chỉ có thể so với hiện tại càng tốt hơn, đến thời điểm bận rộn thời điểm một ngày bán ra 4 dũng 5 dũng, đối với thẩm cùng viên hoa quế mà nói cũng là một bút không nhỏ thu vào. Coi như tình thế phổ thông tình huống, hai người bình quân mỗi tháng cũng có thể kiếm được 160, 170 đồng tiền gián vẽ, thu nhập như vậy không tính quá cao, nhưng cũng cơ bản ngang hàng lúc này phổ biến bình quân tiền lương. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng trước đi lôi ba dũng nước có ga trở về, chi hậu cố ý quẹo đi đi tìm Đinh Hoa, chủ yếu là hỏi dò trước gọi Đinh Hoa hỏi thăm, dưa hấu tình huống. Lúc trước nàng gọi Đinh Hoa hỏi thăm chi hậu, này biên quả nhiên mỗi kéo một xe dưa hấu, đều sẽ lưu một cái hạ xuống, lâm niệm ăn dưa hấu không nhiều, một cái dưa hấu liền ăn một điểm, còn lại cũng gọi đinh hoa cấp người phía dưới phân. Cho đến bây giờ, đối với hàng châu phụ cận dưa hấu trồng trọt tình huống, đại thể cũng có thể có số lượng. Đinh hoa này biên quả nhiên có một tấm minh tế biểu, mặt trên viết rõ không giống nơi sản xuất dưa hấu vị, còn có ngọt độ tình huống. Đương nhiên, cùng nước có ga nhất dạng, dưa hấu cũng là ép trùng đông tây, xe vận tải quá khứ kéo, mỗi lần kéo trở về số lượng đều có hạn, nếu như xa, du tiền cũng là một số lớn phí dụng, bởi vậy kéo đến hàng châu đến dưa hấu, cơ bản đều là phụ cận mấy cái thành thị sản. Lâm niệm đại thể liếc nhìn, dựa theo dưa hấu vị cùng ngọt độ, từ trên xuống dưới sắp xếp, khu vực có chút phân tán, không chỉ là thổ nhưỡng, dưa nông chăm sóc, dưa hấu giống chờ, đối dưa hấu khẩu vị đều sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Phương diện giá tiền thoại, vị càng tốt hơn dưa hấu giá cả cũng quý một điểm hái bán sĩ giới liền muốn một mao tiền một cân, mà vị thiếu một chút một cân chỉ cần bảy phân tiền. Đương nhiên, giá bán cũng sẽ có khá lớn khác nhau. Lâm Niệm cảm ơn Đinh Hoa Chi Hậu, cầm hắn cấp danh sách đi trở về, cường điệu quyển ra mấy nơi, chủ yếu là ly hổ thị tương đối gần điểm. Minh Thiên Chu Nhất, nàng dự định lại đi một chuyến hổ thị, đến thời điểm ngoại trừ mua nước có ga ở ngoài, còn có thể mua một ít dưa hấu, nhỉu một vòng lại quay đầu, có thể đi hai chuyến, một chuyến kéo 10 dũng nước có ga, hai chuyến thoại có thể kéo 20 dũng, thỏa mãn một tuần lễ nhu cầu không có vấn đề gì. Ngồi ở trong phòng thời điểm, Lâm Niệm suy nghĩ một chút, hiện tại ngoại trừ một ít thông thường nhu cầu ở ngoài, nàng hay là còn cần lắp một cái máy điện thoại, bất quá nàng trong tay tồn khoảng hiện tại không dư giả lắm, hay là có thể chờ thêm đoạn thời gian lại mua. Chu nhất sắp tới đến. Ngày này sáng sớm, đổng phúc ni cùng trước nhất dạng lại đây vừa tới liền mang theo đầy mặt ý cười cùng lâm niệm nói chuyện tiểu lâm này cái tân vớ bán hảo đâu liền hai ngày thời gian ta đã bán ra một nghìn xong ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài có thế chiếm được nhiều mang điểm vớ dù cho chiếm không gian cũng so với mua không được muốn hảo vậy thì mang hai nghìn xong lâm niệm vấn đạo ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào a à? đổng phúc ni hỏi một câu hay là đi hổ thị, ta đi này bên trong có chút việc, Lâm Niệm nói, nhìn về phía Đổng Phúc Ni, phía trước hai tuần lễ chúng ta đi qua hổ thị, ngươi cảm thấy có thể không? Có thể a, à, đi hổ thị hảo, Đổng Phúc Ni đối hổ thị rất có hứng thú, bất quá nếu như đi hổ thị thoại, liền mang ba nghìn song vớ ba, ta có một loại linh cảm, lần này vớ ở hổ thị khẳng định rất tốt bán. Lâm Niệm bật cười. Thật sự giả. Đương nhiên, đây chính là ta khoảng thời gian này kinh nghiệm quý báu Đổng Phúc Ni tự tin mãn mãn đạo, còn dục lâm niệm đi mau, đi thôi đi thôi, sớm một chút đi hổ thị, cũng thật sớm điểm đem sạp hàng chi lên. Lâm niệm tự nhiên không có ý kiến, từ trong phòng đem ngày hôm nay cần bán hàng hóa thu dọn đi ra. Đằng trước này cái tuần lễ, lâm niệm cơ bản đang nghỉ ngơi, Đổng Phúc Ni nhưng vẫn đều đang bận rộn trung, một tuần lễ cộng lấy đi bít tất cùng khăn mặt các 1.200 kiện, với một kiện tất chân một hai không kiện nàng bản chu ở này một khối thu vào là một nghìn năm trăm bốn mươi tám nguyên nước có ga chuyện làm ăn cũng chỉ tính toán ngày hôm qua cùng ngày hôm trước bán ra sáu dũng nước có ga thu vào hai trăm nguyên biến bất số lẻ lại tính cả lúc trước tồn khoản nàng hiện tại tồn khoản tổng cộng là ba nghìn bảy trăm nguyên Xe một đường mở ra hổ thị phồn hoa khu vực như lần trước lại là không giống nhau lắm địa phương Đổng Phúc Ni đối ngày hôm nay chuyện làm ăn rất tin tưởng, chủ yếu cầm nàng cảm thấy lượng tiêu thụ hội không sai với cùng tất chân, vừa mới xuống xe, hứng thú trí bừng bừng cưỡi xe ba bánh hướng về địa phương náo nhiệt quá khứ. Lâm Niệm cũng không có ở tại chỗ dừng lại, xác nhận một hồi phương hướng, trực tiếp hướng về lúc trước nước có ga sưởng quá khứ. Lần này chính nàng trên xe liền dẫn theo trang nước có ga dũng, hơn nữa trực tiếp lưu lại 20 cái dũng, trực tiếp cùng thịnh doanh nói nàng trước trang mười dũng trở lại, chờ chút buổi trưa trở lại kéo mười dũng. Tách ra đến tính toán, chỉ cần nàng nắm hảo thời gian, hoàn toàn có thể ở Hàng Châu cùng hổ thị đánh một cái qua lại. Thực tế rời đi nước có ga xưởng chi hậu, nàng hướng về phụ cận chuyên môn trồng trọt dưa hấu một cái khu vực lái đi. Cho tới trên xe nước có ga, tự nhiên là hướng về trong kho hàng na, cứ như vậy, người khác đánh một cái qua lại, nàng có thể đi tam tứ cái qua lại, một hơi mang về vài xe hàng hóa. Đây mới là bên người kho hàng chính xác cách dùng. Được côn vớt bằng TTV trên Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Chương 88 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Muốn chúng ta ra đi, ta ra dưa hấu ngọt. Cô nương, ta gia dưa hấu ngươi có muốn hay không? Đặc biệt ngọt, không tin ngươi có thể nếm thử, ngươi ăn được ra sao, mua được chính là ra sao, chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Vẫn là ta gia dưa hấu hảo, ta gia tiện nghi. Nhìn chúng ta gia dưa điền. Một đường tới được một mảng lớn, đều là trồng trọt dưa hấu, lâm niệm mặc dù ngồi trên xe, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Nàng tới nơi này là hướng về phía mục tiêu đến, này một đường quá khứ cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ tiếc đến chỗ cần đến mới phát hiện, nàng lúc trước vừa ý mục tiêu, bọn họ gia dưa hấu bán gần đủ rồi. Mà chu vi này chút âm thanh, mỗi cái đều nói chính mình dưa hấu hảo, nhưng cụ thể đến cùng nhà ai hảo, cũng không ai biết. Nếu như là trước, Lâm Niệm có thể sẽ không chịu được lỗ tai nhuyễn, theo nói chuyện êm tai nhất người liền quá khứ, bất quá khoảng thời gian này chính nàng đọc sách, làm ăn, cũng tiếp xúc không ít nhân, biết tịnh không phải sở hữu nhân nói đều là nói thật, tình huống thực tế như thế nào còn phải chính nàng đến xem. Nghĩ, nàng tìm cái địa phương dừng xe tử, ở phụ cận tìm người mượn một cái xe đạp, theo từng mảng từng mảng dưa điền một đường nhìn sang, vừa đi vừa nghĩ, tình cờ cũng sẽ từ dưa trong ruộng chọn một cái dưa hấu cắt ra nhìn. Nhìn thấy tốt liền đánh dấu một hồi, ăn không hết mang theo, tình cờ gặp phải người hội theo người giao lưu vài câu. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lúc này vừa vặn là dưa hấu mùa ngoại trừ lâm niệm ở ngoài có người cưỡi xe ba bánh lại đây có người mở ra xe vang lại đây còn có người cũng mở ra đại xe vận tải lại đây đều là làm ăn lẫn nhau giao lưu lên cũng có thể nhiều lời một ít không thể không nói như vậy giao lưu vẫn có hiệu quả một đường đi tới lâm niệm liền hỏi thăm được vài gia dưa hấu cũng không tệ lắm thậm chí những này dưa hấu không sai dưa nông hội tùy ý thỉnh nhân ở dưa trong ruộng tùy ý chọn, lấy ra tốt chủ động cắt ra xin mọi người thưởng thức. Đương nhiên, còn có một chút tuy rằng dưa hấu hảo, nhưng hiện tại còn chưa tới thành thục thời điểm, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể mua được hảo dưa hấu, lâm niệm cũng đều nhất nhất ghi chép lại. Chọn một đường, lâm niệm tuyển chọn mấy nhà dưa điền dưa hấu, không chỉ có dưa ngọt, hơn nửa giá cả đều là chính phân tiền một cân, xem như là đối lập hàng đẹp giá rẻ. Lâm Niệm xe vận tải dung lượng lớn thái ở 2, 3 tấn dáng vẻ, lúc trở về, nàng cố ý ở trong đầu quy hoạch một hồi lộ tuyến, chọn tiện đường, nhưng đối lập có chút khoảng cách tam gia dưa điền dưa hấu, mỗi một gia đều muốn 3.000 cân dưa hấu. Nhưng mặc dù mua như thế nhiều, nàng cũng mới bỏ ra 810 đồng tiền, như lần trước mua nước có ga nhất dạng, vẫn như cũ so với nàng tưởng tượng muốn tiện nghi không ít thậm chí hiển đắc nàng này điểm tồn khoản đều trở nên bắt đầu tăng lên. Dưa hấu đều là hiện trường hái, hầu như dằn vặt hơn nửa ngày thời gian. Ly khai này một đám lớn dưa hấu khu chi hậu, nàng lái xe trực tiếp hướng về nước có ga xưởng đi, đem còn lại 10 dũng nước có ga chuyển tới trên xe. Này một phen động tác chi hậu, khoảng cách cùng Đỗng Phúc Ni ước định thời gian còn còn lại hơn 2 giờ, nàng đơn giản cũng không chuyện gì, trực tiếp đem xe mở ra một mảnh khác tiểu khu phụ cận, bắt đầu bắt đầu bán dưa hấu. Vì thế, nàng còn cố ý ở phụ cận mua một cái một cây cân cùng một cái bàn tính, những thứ này đều là nàng một đã sớm dự định mua, chỉ là lúc trước không quá có thể sử dụng, hiện tại bán dưa hấu thoại, cân hay là muốn có, không phải vậy không tốt lắm tính toán. Dưa hấu thụ giá là hai mau năm phân tiền một cân, coi như một cái dưa hấu trùng 10 cân, cũng chỉ cần hai khối năm mau tiền, nhìn không tính tiện nghi, nhưng dưa hấu mua về nhà cơ bản đều là người một nhà ăn, bình quân hạ xuống giá cả không tính quá cao. Nhưng dưa hấu lượng tiêu thụ cùng lúc trước trứng gà tình huống vẫn là không giống nhau, dưa hấu là mùa tính đông tây, lại không phải gia gia đều cam lòng mua, không giống trứng gà, là đại gia phổ biến trong ý thức vô cùng dinh dưỡng đông tây. Cùng với này một mảnh thỉnh thoảng cũng sẽ có người tiền lời dưa hấu, đại gia nhu cầu không có này sao gấp gáp. Lâm niệm cũng không vội vã chỉ là chậm rãi chiêu đãi khách mời, tính toán giá cả, tình cờ có khách cần nhìn dưa hấu bên trong tình huống, cũng sẽ dùng đao nhỏ cắt ra tới gọi nhân xem. Thật gặp phải cắt ra còn không nở lòng bỏ mua, nàng cũng sẽ không ồn ào, yên lặng liền đem dưa hấu nhét vào trong kho hàng bảo tồn. Ngược lại sẽ không xấu, liền như thế mấy cái dưa hấu, nàng vẫn độn cũng không có chuyện gì, quá mức lúc sau Tết lấy ra ăn, đại mùa đông ăn dưa hấu cũng coi như là một việc hưởng thụ. Này dưa hấu ngọt sao? Người đến đem dưa hấu đập thùng thùng hưởng. Ngọt, cố ý chọn hảo dưa hấu, khả ngọt, lâm niệm cười nắm quá một cái dưa hấu, đập cấp đối phương xem, ngài nghe thanh âm này, vừa nghe liền chính trục, người nếu như muốn mua, ta thiết một góc ngài nhìn, nếu như cắt ra đến không ngọt, có thể không mua, lớn như vậy tiểu nhân dưa hấu được không? Ở dưa hấu bên trong tìm một chỗ thiết một cái tam giác đi ra, lấy ra một mảng nhỏ dưa hấu lấy ra xem, là lúc này thậm chí chi hậu đặc biệt thường dùng xem dưa hấu phương thức đối với mua về liền muốn cắt ra ăn người đặc biệt hữu hảo còn rất có bảo chướng hành liền cái này ngươi cắt ra ta nhìn đối phương nói rằng gọi lâm niệm thiết dưa hấu lâm niệm gật đầu dùng đao mổ một mảnh dưa hấu đi ra đưa cho đối phương đối phương cầm mảnh này dưa hấu bỏ vào trong miệng cảm thụ một lát sau gật đầu hành mùi vị này không sai liền cái này dưa hấu, ngươi cấp ta cân nặng ba. Lâm Niệm cười gật đầu, cầm lấy cân cân nặng, tám cân nặng, vừa vặn hai đồng tiền. Nàng sẽ không cố ý mặc linh, nhưng nếu như gặp phải chỉ là trùng một chút tình huống, nàng sẽ đem bỏ số lẻ, trực tiếp tính toán số nguyên, một mặt hảo tính toán, mặt khác khách mời nhìn thấy, cũng sẽ càng vui mua nàng dưa hấu. Đối phương liếc mắt nhìn, vẫn mặt không hề cảm xúc trên mặt quả thực lộ ra nụ cười trực tiếp móc ra hai đồng tiền đưa cho Lâm Niệm. Cấp. Chi hậu Lâm Niệm lại mua mấy cái dưa hấu, mãi đến tận trên lệch thời gian không nhiều chi hậu, mới lái xe ly khai. Lúc này lại cùng Đổng Phúc Ni chạm mặt thời điểm, nàng trên xe bày đặt một ít dưa hấu cùng mấy dũng nước có ga, xe ba bánh thả đi tới, Đổng Phúc Ni quay đầu lại cùng Lâm Niệm nói chuyện. Tiểu Lâm, chờ một lúc trở lại ngươi cũng cấp ta nắm đồ dưa hấu, không cần quá to lớn, điểm nhỏ liền thành, cứ dựa theo ngươi bán giá cả cấp ta ba cứ dựa theo bán sĩ đến giá cả cấp ngươi lâm niệm cười nói bất quá là một cái dưa hấu kiếm lời điểm cũng không bao nhiêu tiền ngươi muốn ăn ta còn phải kiếm lời ngươi tiền a à, ta là có chút thèm dưa hấu ngươi tự mình đi chọn dưa hấu nhất định ăn ngon đổng phúc ni suy nghĩ một chút như vậy đi quay đầu lại ta ở hàng châu làm ăn trên xe cũng thả thượng mấy cái dưa hấu thuận tiện bán một bán hành a này không thành vấn đề, Lâm Niệm gật đầu, suy nghĩ một chút sau nói rằng, dưa hấu một cân cũng là hai mau năm, đến thời điểm tự bông miệt cùng khăn mặt nhất dạng, một cân dưa hấu cấp ngươi ba phân tiền trích phần trăm, được không? Không thành vấn đề, Đổng Phúc Ni cười gật đầu, này dưa hấu đại điểm cũng có 10 cân nặng, bán đồ dưa hấu cùng bán thập xong biết tất không sai biệt lắm, ta liền nói tiểu lâm ngươi ý nghĩ nhiều, theo ngươi làm chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Nói, Đổng Phúc Ni còn nói khởi nàng ngày hôm nay chuyện làm ăn tình huống. Bít tất cùng thăng mặt các bán ra 500 kiện, vớ bán ra 2.500 kiện, tất chân bán ra 8.300 kiện, này một tuần tất chân bán thiếu, nguyên nhân chủ yếu là bị vớ phân đi tới không ít. Nhưng đối với Đổng Phúc Ni tới nói, vớ trích phần trăm hai phân tiền một đôi, tất chân trích phần trăm một phân tiền một đôi, nàng bán ra một song vớ thì tương đương với bán ra hai song tất chân, thực tế vẫn không có thiếu kiếm lời còn có một cái nguyên nhân, vào lúc này bán tất chân nhiều người, cùng chúng ta nhất dạng bán 8 phân tiền một đôi cũng có, đúng là vớ, liền chúng ta một nhà đang bán, chuyện làm ăn tốt không ít, nếu không có vớ, ngày hôm nay chuyện làm ăn khẳng định không tốt lắm. Làm ăn vốn là cạnh tranh, cạnh tranh kịch liệt chuyện làm ăn hảo làm là hảo làm, nhưng cũng không có này sao dễ dàng, Lâm Niệm nói rằng, bất quá bản thân chúng ta chính là một chút tích lũy bắt tay vào làm, thiếu kiếm lời điểm, trong lòng chân thật một ít. Lúc trước bán trứng gà thời điểm, Lâm Niệm chỉ cảm thấy bản thân lập tức liền kiếm được đặc biệt nhiều tiền, tâm tình một lần lại một lần dương lên. Nhưng ngày hôm nay đi bán dưa hấu, nàng vẫn là cảm giác được không giống nhau lắm tình huống. Vừa hơn 2 giờ thời gian, nàng tổng cộng bán ra 300 cân tả hữu dưa hấu, một cân dưa hấu kiếm lời một mau 6 phân tiền, nàng vừa nãy này một chút tổng cộng kiếm lời 48 đồng tiền số tiền kia kỳ thực không tính quá ít, hơn nữa còn chỉ là hai cái nhiều giờ, tuy rằng thời gian này vừa vặn là đại gia thời gian nghỉ ngơi, lượng tiêu thụ so với bình thường thời gian khá một chút rất bình thường, nếu như bán thượng cả ngày, kiếm lời cái 100 đồng tiền hay là cũng có thể làm được, cứ như vậy, một tháng chính là 3.000 đồng tiền. Vào lúc này tới nói, tuyệt đối sấn được với là một bút không nhỏ của cải. Khả nàng trong lòng cảm thấy đắt không quá thỏa mãn, dù sao vẫn là hy vọng bản thân có thể kiếm lời nhiều một chút. Không quá chân thật. Lâm niệm tay nắm chặt tay lái, một chút để bản thân tâm tình bình tĩnh lại, ở trong lòng nói cho bản thân, nàng đã kiếm lời quá nhiều, không thể quá tham lam. Như thế nghĩ, nàng bắt đầu tính toán ngày hôm nay thu vào tình huống, Đổng Phúc Ni nơi này bán ra toàn bộ Đông Tây, nàng có thể thu vào 1.251 nguyên. Cho tới chính nàng dưa hấu thu vào, 300 cân dưa hấu, mỗi cân dưa hấu 2 mau năm phân tiền, thu vào 75 nguyên. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành theo thường lệ gộp lại mạc linh, là 1.300 nguyên, thêm vào tồn khoảng 3.700 nguyên, chụp đi mua dưa hấu chi ra 810 nguyên, nước có ga chi ra 800 nguyên. Hiện nay tồn khoảng ngạch trống tổng cộng là 3.600 đồng tiền. Hiện tại nàng tiếp xúc này hai cọc chuyện làm ăn, thật sự xem như là điển hình ít lãi tiêu thụ mạnh. Khoản tính toán thanh chi sau, lâm niệm vẫn không có vững vàng hạ xuống tâm tình cuối cùng cũng coi như bình tĩnh nàng không có quá to lớn năng lực bên người mang theo một cái kho hàng đã so với người khác phải nhiều hơn nhiều cơ hội kiếm tiền nàng có thể kiếm được tiền cũng so với nàng theo dự đoán muốn nhiều không ít không thể bởi vì trước kiếm nhiều tiền liền không đem hiện tại chuyện làm ăn để ở trong mắt dù sau này chút loại dưa hấu dưa nông nhọc nhằn khổ sở này sao cửu cũng là kiếm lời này sao một ít như vậy tính ra nàng có thể đi tới bước đi này đã rất tốt. Tiểu Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, không cái gì, Lâm niệm trên mặt mang theo cười, ta dự định bắt đầu từ ngày mai bán dưa hấu, ngày hôm nay đến Hàng Châu Chi Hậu, chúng ta trước tính toán thanh món nợ, ta đem trên xe đông tây lý một lý, nước có ga không thể ở bên ngoài đầu cửu thả, dưa hấu cũng là, ta tìm cái địa phương Lâm thời gửi, nhiều nhất hạ cái tuần lễ, ta kho lạnh tạo hảo, nước có ga có thể đặt ở trong kho lạnh, dưa hấu thoại, ta sẽ tìm cái râm mát thông gió địa. Phương chứa đựng. Nga nga, ta không hiểu những này, đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì liền nói cái gì, Đổng Phúc Ni gật đầu liên tục, ngược lại từ ta vừa bắt đầu theo ngươi làm ăn cũng đã nghĩ kỹ, mặc kệ ngươi sau đó làm cái gì chuyện làm ăn ta đều đi theo ngươi, ngươi ăn thịt ta liền uống ngụm canh, ngươi ăn cơm tẻ, ta cũng có thể có cháo loãng ăn, vậy thì đầy đủ từ lần trước lâm niệm cùng đổng phúc ni nói xong bản thân ý nghĩ chi hậu đổng phúc ni cũng không còn lo lắng quá nàng tồn kho vấn đề vậy đại khái cũng coi như là một loại tín nhiệm lâm niệm tay đặt ở trên tay lái ta minh thiên triều không đi chạy một chuyến hàng châu các khách sạn lớn ân ừ. đổng phúc ni khiếp sợ nhìn nàng lâm niệm thân thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút Íp lãi tiêu thụ mạnh ma, lượng tiêu thụ đi tới, Íp lời lãi cũng có thể kiếm tiền, Đổng đại tỷ ngươi tiếp tục bán lẻ, ta đi thử xem nhiều tiêu. Đổng Phúc Ni lại sửng sốt một lúc, sau một hồi cười nói. Ta liền biết ngươi không thành vấn đề. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Chương 89 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu Lâm, việc này chính ngươi đi làm cái gì? Tìm ngươi Lưu Ca A, Viên Hoa Quế nghe nói Lâm Niệm muốn bản thân đi tìm quán cơm chào hàng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Lâm Niệm có chút sững sờ, cũng không thể ngay đầu tiên phản ứng lại Viên Hoa Quế nói ý tứ. Viên Hoa Quế đúng là cười, thậm chí còn thở vào nhẹ nhõm. Ta lúc trước còn cảm thấy tổng gọi ngươi ban bận biểu thật không tiện đâu. Ngươi nói ngươi muốn ít lãi tiêu thụ mạnh, muốn bản thân đi tìm quán cơm bán dưa hấu, việc này ngươi đi tìm Lưu Đống, hắn không phải ở cấp các ngươi quán cơm đương vận chuyển công sao? Mỗi ngày đi bán sĩ thị trường, nhận thức đều là quán cơm người, chính ngươi không cũng đi qua, đi bán sĩ thị trường đều là chọn mua, ngươi đi theo bọn họ tán gẫu, không thể so chính ngươi từng nhà đẩy ra tiêu thuận tiện. Nghe đến đó, Lâm Niệm trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, theo bản năng vỗ vỗ đầu, đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới điểm này? ngươi là đầu óc dùng ở chỗ khác. viên hoa quế cười nói, hai ngày trước lưu đống còn cùng ta nói đâu, nói bây giờ thiên khí nhiệt, tốt hơn một chút quán cơm đều dự định bị một ít hoa quả cấp khách mời ăn, có còn miễn phí đưa. khẳng định cũng không thể chọn đặc biệt quý hoa quả, dưa hấu thật tốt, giá cả tiện nghi còn số lượng lớn, là thích hợp. ngươi chờ a, à, ta vậy thì đi theo hắn nói chuyện này, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Lâm niệm đứng dậy, muốn thực sự là có thể từ góc độ này thành sự, nàng đón lấy chuyện làm ăn liền đơn giản có thêm. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành hơn nửa mỗi ngày đi bán sĩ thị trường này những người này, nàng cũng tiếp xúc qua, tuy rằng cơ bản lấy tráng niên nam nhân chiếm đa số, nhưng mọi người thành thật, tự kiếp trước nàng ít 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 này sau nhiều năm vận chuyển công gặp phải người không sai biệt lắm, rất cốt ở chung. Cho tới bán sĩ chọn mua này chút, người khác không đề cập tới. Chu Đông Phong này bên trong nàng vẫn tính có thể nói lên hai câu, lúc trước này tháng cộng sự ở chung cũng vẫn tính thuận lợi. Lâm Niệm theo viên hoa quế đến Lưu Gia, Lưu Đống Chính đang trong nhà, nghe viên hoa quế nói đơn giản rõ ràng sự tình, hắn không nói hai lời liền gật đầu. Hành, đây là việc nhỏ, vấn đề không lớn, bán sĩ thị trường này bên trong chủ yếu lấy nông sản phẩm làm chủ, hoa quả không nhiều, tiểu lâm đồng ý tăng cao, này khẳng định là không thể tốt hơn nói xong lưu đóng mặt hướng lâm niệm chủ động đưa tay ra cùng nàng nắm tay tiểu lâm a khoảng thời gian này ta cũng bận biệu, ngươi cũng bận biệu, dựa cả vào ngươi ban hoa quế ta là gọi hoa quế cùng ngươi nói cám ơn nhưng ta còn phải lại cho ngươi nói cám ơn ngươi yên tâm sau đó mặc kệ có chuyện gì chỉ cần ta có thể ban thượng bận biệu, ta nhất định ban bận bịu lưu ca nơi nào thoại hoa quế tẩu cũng là đang vì ta kiếm tiền Lâm Niệm thấp giọng nói, "Tịnh không có lãm hạ toàn bộ chỗ tốt." "Không giống nhau, điều này có thể nhất dạng sao? Ngươi muốn kiếm tiền, khả không nhất định phải tìm hoa quế, bên ngoài nhân này sao nhiều đâu?" Lưu Đống trong lòng cảm động, nắm Lâm Niệm tay cũng nắm thật chặt, "Chính là muốn tạ ngươi, ngươi không biết, hai tháng này, ta mỗi ngày buổi tối ngủ đến độ so với trước đây muốn hảo, thật sự, thật sự cảm tạ ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Lưu Đống âm thanh đều nghẹn ngào lên lâm niệm bất đắc dĩ nhìn về phía viên hoa quế viên hoa quế hướng về phía nàng cười cười lôi đi lưu đống tay nhẹ nhàng ôm ôm hắn như thế chút niên cũng khổ cực ngươi không khổ cực không khổ cực ngươi mới khổ cực trong giây lát này lưu đống âm thanh càng thêm ngột ngạt rõ ràng lâm niệm tìm viên hoa quế làm việc đã qua đã lâu nhưng ở trong giây lát này hắn lại đột nhiên đem đáy lòng tình tự hoàn toàn bột phát ra Lâm Niệm nhìn ôm ở đồng thời hai vợ chồng, đã ngơ ngác mà ngồi ở một bên khác Lưu Cương, khẽ mỉm cười. Này ta sáng sớm ngày mai trực tiếp đi quán cơm, đến thời điểm cùng chu quản lý xe đi nông mậu bán sĩ thị trường. Gật đầu sau khi rời đi, nàng đứng cửa, nghe được trong phòng truyền đến tiếng trầm. Bên trong này đối phu thê những năm này xác thực rất khổ cực. Mặt ngoài xem ra, lưu đóng một khắc không ngừng địa đang làm việc, hẳn là cực khổ nhất một cái, mà viên hoa quế bây giờ còn có thể ngoài ngạch làm điểm hoạt, nhìn qua tự hồ cũng còn tốt. Nhưng đây là bởi vì Lưu Cương tuổi từ từ ở lớn lên, nếu như cẩn thận quan sát thoại sẽ phát hiện, Lưu Cương là một khắc đều không thể rời bỏ viên hoa quế, dù cho ở bên ngoài đầu, hắn ánh mắt cũng sẽ vẫn dừng lại ở viên hoa quế trên người. Lâm Niệm chưa từng thấy Lưu Cương mất khống chế gián dấp, nhưng căn cứ với thẩm nói tới, Lưu Cương xác thực đặc biệt ỷ lại viên hoa quế, chỉ cần chưa thấy nhân, sẽ vội vội vàng vàng đi tìm, vì thế Viên Hoa Quế lúc ra cửa, đều sẽ mang tới Lưu Cương đồng thời, nếu không thì rất có thể không để ý Lưu Cương sẽ lạc đường. Viên Hoa Quế hai vợ chồng nhìn là vẫn vì chăm sóc nhi tử ở thỏa hiệp, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đem Lưu Cương xem là trụ cột tinh thần, vạn nhất Lưu Cương ngày nào đó thật sự lạc đường, đối vẫn căng thẳng hai vợ chồng tới nói, cũng sẽ là sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Lâm Niệm ngẩng đầu, nhìn người ta lui tới môn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng không thể thế viên hoa quế phu thê sinh sống, nàng cũng không cách nào tưởng tượng bọn họ này dạng nhật tử đến cùng là thế nào, nàng có thể làm bất quá là tận một ít sức mộng thôi. Đại gia đều đang cố gắng sinh hoạt ma. Về nơi ở chi hậu, lâm niệm thư thư phục phục địa ngủ vừa cảm giác, sáng ngày thứ hai lên, nàng trước đêm ngày đó với thẩm cùng viên hoa quế muốn bán nước có ga chuẩn bị kỹ càng, liền đặt ở xe ba bánh bên trong, chìa khóa đặt ở cùng một sớm cùng với thẩm ước định cẩn thận vị trí, còn hướng về với thẩm gia trong phòng nhét vào một tờ giấy. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành chi hậu nàng trực tiếp hướng về cơm điểm bếp sau đi đến. Đến địa phương chi hậu, lưu đóng ở, chu Đông Phong còn chưa tới. Nhìn thấy lâm niệm, lưu đóng cầm lấy bên cạnh hộp cơm đưa cho lâm niệm. Tiểu lâm, đây là hoa quế sáng sớm thang bánh, cố ý cấp ngươi làm, hộp cơm rửa sạch sẽ, tối ngày hôm qua thật thật không tiện, ta tâm tình có chút tới. Không có chuyện gì, Lâm Niệm cười tiếp nhận hộp cơm, mở ra nhìn thấy trong hộp cơm đầu đảng bánh, liền biết viên hoa quế phí đi tâm, nàng đem đảng bánh lấy ra, bỏ vào trong miệng cắn một ngụm lớn, nghiền ngẫm sạch sẽ sau thỏa mãn gật đầu, hoa quế tẩu thang bánh hương vị không sai. Chính là trong nhà bánh, mùi vị cũng là trong nhà mùi vị, cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi nhưng là trong tiệm cơm đầu bếp, Lưu Đống cười ngây ngô, Hoa Quế nói rồi, ngươi như vậy mới là tiến tới, khả lợi hại đâu. Trong nhà mùi vị rất tốt. Lâm Niệm mỉm cười, nhưng không có nói thêm cái gì, dù sao từ nhỏ đến lớn đối nàng tới nói tịnh không có cái gì trong nhà mùi vị, chỉ có chính nàng làm mùi vị. Hai người hàng huyên một lúc chi hậu, Chu Đông Phong lại đây, nhìn thấy Lâm Niệm còn có chút kinh ngạc. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học thành lưu đống chủ động ban Lâm Niệm cùng Chu Đông Phong nói rồi tình huống. Chu Đông Phong thì lại nhìn về phía Lâm Niệm. Ta chính là kiếm lời điểm tiền lẻ. Lâm Niệm mỉm cười, ra hiệu Chu Đông Phong hướng về bên cạnh đi một ít, cẩn thận nói rồi liên quan với bán dưa hấu sự. Nàng không có nói xe vận tải là bản thân mua, lúc này một vạn tệ không phải tiểu tiền, rất nhiều chuyện nàng đối ngoại cũng chưa hề hoàn toàn nói rõ ràng, vào lúc này cũng giống như vậy chỉ là hàm hồ nói là bằng hữu ban bận biệu, đồng thời hợp tác. Chu Đông Phong đối Lâm Niệm vẫn tính có chút hảo cảm, hơn nữa Lâm Niệm hiện tại ở quán cơm đương đầu bếp, cũng là có tay nghề người, nghe được nàng thoại tịnh không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý hành, người muốn bán dưa hấu, cùng ta quá khứ tâm sự cũng hảo, bất quá ta khả không bảo chứng bọn họ có muốn hay không. Sẽ không phiền phức Chu quản lý, chỉ là có cái con đường cùng bọn họ tâm sự, Lâm Niệm nói, lại bỏ thêm một câu chu quản lý hiện tại bên ngoài dưa hấu bán lẻ giá là hai mau năm phân tiền ta nếu như bán hai mau tiền một cân hội có quán cơm có muốn không nghe nói như thế chu đông phong con ngươi chuyển động nheo mắt lại một mau chín phân tiền một cân ba cùng ngươi đề còn kém một phân tiền chúng ta chính mình quán cơm cũng cần mua dưa hấu quay đầu lại ngươi tìm ta nếu như ngươi đáp ứng cái giá này này những người này không cần ngươi đi tìm ta thấy ngươi đi đề bất quá phương diện giá tiền ngươi không nên tùy tiện ra bên ngoài nói hiểu không lâm niệm do dự một chút vẫn là gật đầu ân ừ, dưa hấu vốn là ít lãi tiêu thụ mạnh mỗi cân kém cái một phân kỳ thực cũng còn tốt vậy thì phiền phức chu quản lý hai người nói xong chu đông phong mang theo lâm niệm đi bán sĩ thị trường đến địa phương chi hậu hắn quả thực dựa theo cùng lâm niệm nói cẩn thận chủ động đi theo này chút đồng dạng đến bán sĩ thị trường chọn mua người tán gẫu, đàm luận lâm niệm bên này bán dưa hấu sự. Dưa hấu bản thân không phải này sao dễ dàng xấu, coi như là đại hạ thiên, hoàn chỉnh dưa hấu đặt ở hơi hơi râm mát địa phương, tồn thượng một hai tuần lễ hoàn toàn không thành vấn đề, những này quán cơm cũng sẽ không mỗi ngày cũng gọi nhân vận dưa hấu quá khứ. Hơn nữa Hàng Châu nói là mùa hè trời nóng nực, đặc biệt nhiệt nhật tử cũng sẽ không kéo dài quá lâu, thấp nhất hai mươi mấy độ, cao nhất ngoài 30 nhiệt độ là mùa hè thái độ bình thường. Tới đây cái bán sĩ thị trường mua đồ, nhu cầu đều là ở Hàng Châu, chạy tới chạy lui cũng sẽ không quá tốn thời gian gian, gần địa phương xe ba bánh quá khứ đều được, xa có thể thừa dịp đinh hoa này bên trong xe rảnh rỗi thời điểm, mượn dùng cái 1-2 giờ, không ảnh hưởng vận tải tình huống, vấn đề không lớn, thời gian đầy đủ nàng đem hàng đưa đi. Cũng không lâu lắm, chu Đông Phong mang theo cười đi tới, trong tay còn nắm mắt một tấm tờ khai, đưa cho Lâm Niệm. Nơi này là bọn họ muốn dưa hấu số lượng, người hai ngày nay rảnh rỗi đưa tới, đưa đến nói thẳng bọn họ danh tự là có thể, sẽ có người đi ra cùng ngươi giao tiếp, quay đầu lại có đặc biệt cần, ta sẽ thay bọn họ truyền đạt. Lâm Niệm tiếp nhận tờ khai, phát hiện mặt trên không chỉ có viết mỗi người danh tự, cửa hàng địa chỉ, cần dưa hấu số lượng, còn viết số điện thoại, nội dung vô cùng tường tận từ khi bắt đầu làm ăn, Lâm Niệm đầu óc chuyển cũng nhanh, nguyên bản nàng là dự định bản thân tìm những này chọn mua nhân câu thông dưa hấu sự, trong lòng cũng đã làm tốt có thể sẽ thất bại chuẩn bị. Hiện tại có Chu Đông Phong làm giúp, chí ít nàng không cần lại lo lắng rất nhiều lượng tiêu thụ lượng tiêu thụ vấn đề. Lúc trước nàng cũng theo Chu Đông Phong đi ra quá một lần, tận mắt thấy chính hắn đi vận hoạt cá đến bán sĩ thị trường bán, nghĩ đến lần này cũng là dựa vào chính hắn chọn mua thân phận kiếm chút đỉnh tiền mà trên giấy những này không chỉ có riêng chỉ là lần này cần chọn mua dưa hấu người, mà là từng cái từng cái giao thiệp, lại như nàng lúc trước đi đông tỉnh bán sĩ thị trường muốn này chút điện thoại nhất dạng. Người này mạch không chỉ chỉ là nàng, cũng là Chu Đông Phong bản thân. Nàng nhìn về phía Chu Đông Phong. Chu quản lý, sau đó dưa hấu tờ khai liền phiền phức ngươi, ta hội đúng giờ đem dưa hấu đưa tới cửa, sẽ không nói nhiều. Chu Đông Phong hiếp mắt xem nàng, hồi lâu sau khẽ mỉm cười ta cùng ngươi cũng từng ở chung, biết ngươi không phải yêu thích theo người tán gẫu tính tình, ta vẫn là này câu nói, dựa theo chúng ta lúc trước cùng ngươi nói cẩn thận, ở bên ngoài đầu không nên tùy tiện nói dưa hấu bán sĩ giá cả. Lâm Niệm ngẩng đầu, cũng nhìn Chu Đông Phong, sau một hồi gật gật đầu. Chu quản lý yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói, hơn nữa ta gọi bằng hữu bên cạnh bán dưa hấu, đều là hai mau hai một cân. Dư hấu hai lần bán sĩ giới một mao chính phân tiền ở Lâm Niệm dự đoán bên trong trực tiếp hai lần bán sĩ có thể đại đại tiết kiệm được nàng sự đối ngoại bán lẻ giá cả hai mao năm phân cũng là bình thường giá cả vừa vặn có thể phân chia bán sĩ giới cùng bán lẻ giới cho tới Chu Đông Phong nơi này đến tiếp sau tình huống cùng nàng không có quan hệ Chu Đông Phong nụ cười càng sâu gật gật đầu hành này chính ngươi đi làm ba đến thời điểm đem bọn họ muốn dưa hấu từng cái đưa tới là có thể. Lâm Niệm gật đầu, nắm mắt trong tay tờ khai ly khai. Đi tới xa hơn một chút địa phương, nàng cúi đầu xem trong tay tờ khai, người khác nhau nhu cầu lượng không giống nhau lắm, có người muốn 300 cân, có người muốn 500 cân, còn có người muốn 800 cân, địa chỉ phân tán, nhưng cũng may đều ở cái này bán sĩ thị trường phụ cận, vậy thì mang ý nghĩa ly nàng hiện tại nơi ở cũng tương đối gần, quay đầu lại coi như chỉ kỵ xe ba bánh, cũng có thể đem dưa hấu đưa đến. Cẩn thận tính toán tính toán, chỉ là này một nhóm, liền bán ra 3.000 cân dưa hấu. Mặt sau hai ngày, Lâm Niệm đem những người này muốn dưa hấu đều từng cái đưa tới, cũng rất nhanh thu được thuộc về nàng tiền hàng. Tổng cộng là 570 nguyên. Vốn tưởng rằng sự tình chấm dứt ở đây, nhưng nàng nhưng lục tục từ Chu Đông Phong nơi này lại thu được 3.500 cân dưa hấu tờ khai, ở phía sau mấy ngày lại cấp nhất nhất đưa tới. Đưa dưa hấu tịnh không phiền phức, chủ yếu là những này tờ khai thời gian phân tán, lâm niệm không thể không ở trên đường tiêu tốn tương đối nhiều thời gian. Bất quá đám này dưa hấu đưa xong chi hậu, đón lấy những chỗ này có thể sẽ chậm một chút đối dưa hấu nhu cầu. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 chương 90. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một tuần lễ, ngoại trừ Chu Đông Phong nơi này tổng cộng bán ra 6.500 cân dưa hấu ở ngoài, Đổng Phúc Ni này bên trong, cùng với với thẩm cùng viên hoa quế, mỗi ngày cũng có thể bán đi một ít, thực tế tính ra, kỳ thực lâm niệm tồn kho dưa hấu bán gần đủ rồi. Nàng trước kia không nghĩ tới Chu Đông Phong nơi này có thể bán nhanh như vậy, lúc trước ở hổ thị hoàn toàn không dám nhiều độn, hiện tại đã có Chu Đông Phong bên này con đường, đón lấy cũng có thể nhiều độ một ít dưa hấu. Bất quá cũng không phải cần phải ở hổ thị mua, nếu như chỉ ở một cái điểm mua, nàng xe bản thân không có cách nào tải này sao nhiều hàng, thời gian lâu dài vẫn là sẽ bị hoài nghi. Vị trí vào lần này muốn đi ra ngoài trước một ngày, Lâm Niệm cố ý quy hoạch một con đường. Đổng Phúc Ni với chuyện làm ăn ở hổ thị vừa mới cất bước, hổ thị địa phương lớn, còn có thể đi làm mấy lần chuyện làm ăn, nàng cái này tuần lễ cũng vẫn như cũ có thể trước đi hổ thị, đi ngang qua nước có ga xưởng mặt lên nước có ga chi hậu, một đường dọc theo hổ thị dưa điền khu đi ra ngoài. Lâm Niệm trong tay bày đặt một phần địa đồ, cùng với mấy cái địa chỉ, địa đồ là bao quát hổ thị ở nội quanh thân một vòng địa đồ, địa chỉ nhưng là nàng lúc trước tuyển ra đến dưa hấu phẩm loại tốt hơn khu vực, lấy nàng tình huống, hoàn toàn có thể vừa đi một bên thu. Lần trước đi qua địa phương, nàng sớm muốn số điện thoại, sáng sớm ngày mai gọi điện thoại quá khứ, gọi bọn họ sớm lấy xuống dưa hấu, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Cho tới chỗ khác, coi như nàng trong tay có điện thoại cũng không tốt đánh, dù sao dưa hấu cùng thứ khác không giống nhau, hay là muốn tận mắt quá mới biết dưa hấu có được hay không. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành nhiễu một vòng thoại, ngày đó thu trước vạn đến cân dưa hấu không thành vấn đề, đầy đủ đón lấy một tuần lễ tiêu hao tiêu hao không xong tựu trước trứng gà nhất dạng, độn ở trong kho hàng. Kế hoạch xong lộ tuyến chi hậu, nàng đi tới bản thân thứ ngoại trong kho hàng, đem ngày hôm qua đến vớ sách đi ra. Cái này tuần lễ, Đổng Phúc Ni tổng cộng bán ra 4.000 song vớ, 12.340 song tất chân, cùng với bông miệt cùng thăng mặt các 500 kiện, nàng trong tay thu vào 1.800 đồng tiền tả hữu. Dưa hấu 9 cái hầu như toàn bộ bán ra, chu đông phong này bên trong tờ khai, lợi nhuận mỗi cân một mao tiền, bản thân bán cùng với Đổng Phúc Ni cùng với thẩm các nàng bán lợi nhuận cao hơn một chút, đơn giản tính toán một chút thoại, này 9.000 đồ dưa hấu nàng đại khái có thể kiếm được 1.000 đồng tiền dáng vẻ. Dưa hấu thu vào 1.800 khối. Nước có ga tính cả chu nhất cùng ngày hôm nay chủ nhật 2 ngày, tổng cộng bán ra 16 dũng, lợi nhuận 560 khối, thu vào 1.200 nguyên. Đám này 1 không xong vớ bán sĩ đến, chi ra 1.200 nguyên. Hiện nay tồn khoản ngạch trống là 7.200 nguyên. Dĩ nhiên không ít. Lâm Niệm khiếp sợ nhìn cuối cùng một hàng ngạch trống, nàng vốn tưởng rằng bản thân tuần này thu vào hội ít một chút, không nghĩ tới thực tế tính ra so với nàng theo dự đoán lại muốn cao hơn không ít. Như thế nghĩ, nàng cố ý quay đầu lại nhìn một chút mấy ngày nay số liệu, rất nhanh sẽ tìm ra nguyên nhân. Nàng hiện tại trong tay chuyện làm ăn, chủ yếu là dưa hấu, nước có ga, cùng với Đổng Phúc Ni đang bán bít tất, nếu như đơn thuần tính toán lợi nhuận thoại, tự hồ mỗi một dạng cũng không tính là rất cao, nhưng đem bọn chúng đặt tại đồng thời chi hậu, gộp lại nhưng là một cái không ít con số. Đặc biệt dư hấu, nàng vốn là nghĩ lợi nhuận không phải đặc biệt cao, nhưng thực tế tính được, nàng đi ra ngoài một chuyến, là có thể kiếm được một nghìn đồng tiền lợi nhuận, cái này thu vào tuyệt đối có thể xưng tụng là cao thu vào càng quan trọng chính là nàng có thể một lần kéo về tầm thường cần kéo ba xe mới có thể kéo trở về dưa hấu cùng với kéo về tầm thường cần hai xe kéo trở về nước có ga tương đương với nàng mỗi đi ra ngoài một chuyến là có thể kéo về năm xe hàng hóa nếu như tầm thường xe một ngày đi một chuyến không sai biệt lắm chẳng khác nào nàng một ngày có thể làm xong người khác năm thiên tài có thể làm xong sự sau đó nàng còn có quán cơm công tác dù cho quán cơm công tác hiện tại kiếm được tiền lương chỉ có thể coi là nàng tiền tiêu vặt nhưng nàng cũng không có hạ xuống này bộ phận công tác như thế xem thoại nàng thực sự là quá thần kỳ lâm niệm ở trong lòng yên lặng cùng bản thân nói rằng toàn bộ tâm lại một lần dương lên nàng là có bên người kho hàng người cũng là nhất định có thể kiếm bộn tiền nàng quả thực đem bên người kho hàng dùng cực kỳ tốt tiểu lâm ngày hôm nay lại là hoạt bát một ngày a à, lâm niệm mới vừa đi xuống lâu liền nghe đến với thẩm âm thanh, theo bản năng sờ sờ bản thân mặt, khiếp sợ vấn đạo. Thật sự đặc biệt rõ ràng sao? Tại sao mỗi lần với thẩm như thế khoa nàng thời điểm, đều là nàng nghĩ thông suốt một chút sự, tâm tình đặc biệt tung bay thời điểm? Với thẩm cùng Đỗng Phúc Ni liếc mắt nhìn nhau, cười đồng thời đáp lời. Thật sự đặc biệt rõ ràng. Với thẩm sau khi nói xong, tiếp tục nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười ngược lại không là nói ngươi bình thường thời điểm không vui, bình thường ngươi cũng rất có sức sống, nhưng không biết tại sao, có lúc sẽ đặc biệt có sức sống, gọi nhân một chút liền có thể nhìn ra. Đây là thật sự, Đổng Phúc Mi gật đầu, nhìn về phía lâm niệm, ta cùng với thẩm cảm giác nhất dạng, ngươi nha nhìn là có thể tàn trụ tâm sự, nhưng chỉ có cùng ngươi từng ở chung người mới sẽ biết, ngươi tâm tư kỳ thực đặc biệt đơn thuần. Đơn thuần đã có chút tâm tình nhận thức ngươi người một chút liền có thể nhìn ra, thật sự cùng bình thường không giống nhau lắm. Lâm Niệm cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế, nàng theo bản năng nặng nặng bản thân mặt. Nghĩ một hồi chi hậu, nàng từ bỏ. Tính toán một chút, ngược lại đặc biệt cao hứng cũng không phải chuyện xấu gì, hơn nữa ta chính là thỉnh thoảng sẽ so với bình thường cao hứng này sao một chút mà thôi, bình thường cũng rất cao hứng. Này là, lời này không sai, bình thường ngươi cũng hầu như là sức sống mãn mãn, với thẩm cười nói, ngày hôm nay lại muốn lái xe đi ra ngoài làm ăn, đừng quên nước có ga. Hành, ta vậy thì đi kéo qua, lâm niệm gật đầu, nhìn với thẩm mang theo cười gián dấp, cố ý ngay ở trước mặt nàng mặt thấp giọng lầm bầm, hiện tại với thẩm so với ta đều lưu ý nước có ga chuyện. Với thẩm nghe, không nhịn được cười. Này thì đương nhiên, hiện tại nước có ga cũng là ta cùng hoa quế chuyện làm ăn đâu, hơn nữa chúng ta còn thuận tiện bán dưa hấu, một tháng này hạ xuống, kiếm nhiều một chút tiền tiêu vặt khẳng định không thành vấn đề, còn có. Nói đến đây, nàng đột nhiên tới gần Lâm Niệm, thấp giọng cùng nàng nói chuyện. "Hiện tại ta buổi tối đi ra ngoài theo người đánh bài, chơi mạt trượt, ngươi với thúc đều không dài dòng." Lâm Niệm xì một tiếng cười ra tiếng, nàng còn tưởng rằng với thẩm muốn nói gì, kết quả dĩ nhiên nói chính là cái này, bất quá nàng rất nhanh sẽ gật đầu. "Này cảm tình tốt" với thẩm đi ra ngoài chơi mạt chược cũng là thả lỏng tâm tình ma. Không phải là sao, ta còn gọi Phúc Ni đồng thời đến đâu, nàng chính là không đến. Với thẩm nhìn về phía Đổng Phúc Ni. Ta hay là thôi đi, Đổng Phúc Ni dở khóc dở cười, ta thật sẽ không đánh bài, ta sợ đến thời điểm đánh tới đến đều là ta thua bài. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, rất đơn giản, học sẽ, với thẩm nói rằng, chúng ta cũng không đánh đại, liền một mau hai mau, thua nhiều người cũng là một hai khối tiền, lại nói còn có thắng thời điểm đâu, không ảnh hưởng sinh sống, Tiểu Lâm nói, còn thả lỏng tâm tình đâu. Đổng Phúc Ni nghe, thấy ở thẩm còn muốn nói tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Này ta quay đầu lại học, ngược lại không học được trước ta chắc chắn sẽ không đánh. Hành, rảnh rỗi thời điểm vui đùa một chút có thể, với thẩm nói, nhìn về phía Lâm Niệm, Tiểu Lâm chính là bận biệu, không phải vậy ngươi như thế thông minh, khẳng định rất biết đánh bài lâm niệm không nghĩ tới sự tình hội kéo tới bản thân trên người nàng xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua đánh bài sự so với một chữ cũng không biết còn muốn một chữ cũng không biết vội vã nói sang chuyện khác ta trước đi đem nước có ga kéo qua quay đầu lại chúng ta còn phải đi hổ thị với thẩm chúng ta rảnh rỗi lại tán gẫu a nói nàng lập tức mở ra xe ba bánh tỏa cưỡi liền ly mở ra sân ở bên ngoài đầu đi vòng một vòng lại trở về trên xe đã có thêm hai dũng nước có ga nước có ga cũng không cần dọn ra quay đầu lại với thẩm cùng viên hoa quế còn phải đi nhà ga bán nước có ga trực tiếp cưỡi xe ba bánh quá khứ dễ dàng một chút chuyện này giải quyết chi hậu lâm niệm lại đi đinh hoa này bên trong đem xe vận tải lái tới mãi cho đến nơi ở dưới lầu đem đồ vật đều nhất nhất đặt ở xe vận tải phía sau sau đó hướng về hổ thị đi đến lâm niệm làm việc vội vội vàng vàng Đổng Phúc Ni nhưng đắc ở lại tại chỗ cùng với thẩm nói chuyện, mãi đến tận lên xe, nàng đại đại thở vào nhẹ nhõm, không nhịn được mở miệng. Trước kia không đề việc này thời điểm, còn muốn với thẩm liền hơi hơi nhiệt tình một điểm, kết quả nói chuyện đến đánh bài, chơi mạt trượt, với thẩm nói xong toàn dừng không được đến. Lâm Niệm bật cười. Vừa nãy ta đi rồi chi hậu, với thẩm còn nói cái gì? Đổng Phúc Ni thở dài một tiếng. Với thẩm cầm một bộ bài, ở ngươi trở về trước vẫn đang dạy ta đánh bài quy tắc lời này vừa ra lâm niệm trực tiếp bật cười nàng đột nhiên rõ ràng lúc trước với thẩm bản thân không kiếm tiền trước với thúc tổng không cho nàng đi nguyên nhân tuy rằng lão hai cái đều có hài tử nhật tử cũng không lo nhưng với thẩm này thời điểm không có chuyện làm phỏng chừng từ sáng đến tối đều đang đánh bài chơi mạc trượt thời gian lâu dài với thúc nhất định phải nhắc tới cho tới hiện tại phỏng chừng cũng không phải là bởi vì với thẩm kiếm lời tiền, với thúc mới không nhắc tới, mà là bởi vì với thẩm hiện tại ban ngày đều muốn làm hoạt, biết đánh nhau bài chơi mạc trượt thời gian chỉ còn dư lại buổi tối, liền này sau mấy tiếng thời gian, thật xem như là nhàn nhã lạc thú, với thúc chắc chắn sẽ không nói cái gì nữa. Này ngược lại là một cái thú vị hiểu lầm. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành một cái nho nhỏ nhạc đệm quá khứ, lâm niệm đi hướng về hổ thị tuyển lộ càng thêm thông thạo. Bước đi vẫn là cùng thường ngày, trước đêm Đổng Phúc Ni thả xuống, lại đi mua nước có ga, mua dưa hấu. Bất quá lần này nàng đi so sánh với cái tuần lễ xa nhiều lắm, bởi vì mua dưa hấu lộ khá xa, nàng mỗi lần ở một cái chỗ mua dưa hấu đều là một hơi 4.000 cân. Dưa hấu trọng lượng so sánh trùng, cân nặng bản thân không tính quá tốn thời gian gian, nhưng hái, cùng với vận chuyển là cần thời gian, đặc biệt có chút dưa điền khá lớn còn có từ hơi hơi địa phương xa một chút đi trích lại đây lâm niệm đang lựa chọn dưa hấu thời điểm cũng rất cẩn thận thực sự là gặp phải đặc biệt không tốt dưa hấu nàng cũng sẽ không yên lặng tiếp thu mà là hội cẩn thận theo người câu thông có phải là có thể đổi một cái vấn đề cũng may nàng muốn dưa hấu nhiều coi như có đặc biệt yêu cầu nhân gia cũng có thể tiếp thu ở lâm niệm đổi không tính quá nhiều tình huống nàng yêu cầu đổi dưa hấu đều nhất nhất tiến hành đổi nàng tự xưng là lần này mua dưa hấu tốc độ so sánh với trái tuần lễ nhanh một chút nhưng cũng không tính đặc biệt nhanh khả kết thúc mỗi ngày quay đầu lại tính toán nàng ngày đó dĩ nhiên đầy đủ mua hai hơn vạn cân dưa hấu bởi vì thực sự là mua quá có thêm lúc trở về nàng cũng không dám quá phận quá đáng ở cần hướng về trong xe thả xe ba bánh thời điểm bên trong là mảng mảng công công một xe sương hàng hóa thậm chí đang nói chuyện thời điểm, nàng còn có ý vô ý tiết lộ bản thân kỳ thực về quá một chuyến hàng châu tin tức, nếu không thì thực sự không tốt giải thích nàng mặc sau một tuần lễ tại sao có thể lấy ra nhiều hàng như vậy vật. Đương nhiên, trở về về phía sau vẫn như cũ dùng chính là lâm thời đặt ở bằng hữu này bên trong cớ. Dưa hấu cùng nước có ga nàng là không để ý độn, người trước bản thân hàng ngày độn thả thời gian liền tương đối dài, người sau chờ nàng kho lạnh tạo hảo, cũng không cần lo lắng gửi vấn đề. Bất quá nếu như vẫn đem dưa hấu độn từng tới niên, này thời điểm có phải là sẽ tốt hơn bán một điểm. Lâm Niệm trong đầu đột nhiên né qua như vậy một cái ý tưởng. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.